Cái tình trạng nó giống như hôm trước đó, đạt được quyền chạy sử dụng cái mic này để học được nó có hôm qua test rồi. Thấy được rồi. Đang có khoảng 64 người tham gia rồi. Xin chào, chào anh Lữ, chào anh Lễ và anh Thuận. Xin chào anh ạ. Hello, xin chào bác. Xin chào các anh. Chào bác. Xin chào mọi người. Có lẽ thì chúng ta sẽ bắt đầu cái hội thảo trực tuyến ngày hôm nay. Thì đầu tiên thì kính thưa anh Phú Lữ là phó giám đốc trung tâm xúc tiến thương mại đầu tư thành phố Hồ Chí Minh ITBC, các giả cùng quý đại biểu đang theo dõi trực tuyến cái buổi hội thảo ngày hôm nay. Sau một thời gian dài đàm phán thì ngày 1 tháng 8 năm 2020, hiệp định thương mại tự do Việt Nam và EU gọi tắt là EVFTA đã chính thức có hiệu lực và mở ra một trang hoàn toàn mới cho nền kinh tế của Việt Nam cùng EU. Với các điều khoản được đưa ra thì EVFTA được kỳ vọng là sẽ giúp khởi tạo một cái không gian thị trường giao thương thuận lợi, vững mạnh ở quốc gia và thúc đẩy nhanh chóng sự tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong tương lai. Thì có thể thấy thì EU là một thị trường rất tiềm năng. Nếu doanh nghiệp Việt Nam biết cách tiếp cận và có một chiến lược phù hợp và một trong những cái công cụ có thể giúp doanh nghiệp khai thác tốt thị trường này chính là chuyển đổi số. Tiệm cận ngày càng gần với chuyển đổi số sẽ giúp doanh nghiệp chuyển mình cách ngoạn mục hơn, nhất là trong cái thời đại dịch Covid 19 đang ảnh hưởng đáng kể đến toàn cầu. Chuyển đổi số nhanh chóng và hiệu quả trong cái thời điểm này sẽ giúp doanh nghiệp giải quyết được
các khó khăn trong hoạt động kinh doanh, đồng thời thì tạo nền tảng vững chắc cho việc hoàn thiện số hóa doanh nghiệp trong tương lai. Thì với những cái mục tiêu hỗ trợ doanh nghiệp thông tin kịp thời về tình hình kinh tế dưới tác động của COVID-19, cũng như là phương pháp tiếp cận áp dụng EVFTA hiệu quả để giảm thiểu khó khăn, thì Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam VIAC phối hợp cùng Trung tâm Xúc tiến Thương mại Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh ITBC lên kế hoạch tổ chức buổi hội thảo trực tuyến chuyển đổi số và những điểm pháp lý quan trọng nhằm tận dụng cơ hội từ hiệp định EVFTA. Thì hội thảo thì sẽ chia làm hai phần. Phần thứ nhất là chiến lược chuyển đổi số và giải pháp tận dụng cơ hội từ hiệp định EVFTA đối với doanh nghiệp, và phần hai là những điểm pháp lý quan trọng khi thực hiện giao dịch điện tử trong xu hướng kinh tế số. Đến với buổi hội thảo ngày hôm nay thì chúng tôi rất là vinh dự có sự tham gia của các diễn giả. Thứ nhất là ông Trần Phú Lữ là phó giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh ITBC. Thứ hai là tiến sĩ Nguyễn Tấn Hoa, ở bên cạnh tôi là chủ tịch hội đồng chuyên gia Viện Kinh tế Xanh, chuyên gia tư vấn giải pháp công nghệ thông tin, trọng tài viên của Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam VIAC. Bên cạnh đó thì chúng tôi có sự chia sẻ cùng những luật sư quốc tế, đó là luật sư Ngô Khắc Lễ, trọng tài viên của VIAC, đồng thời là hòa giải viên độc lập, thành viên tiểu ban tư vấn pháp luật Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam VOA, và cuối cùng là luật sư Đinh Quang Thuận, luật sư thành viên của công ty luật trách nhiệm hữu hạn Global Việt Nam Lawyer, hòa giải viên trung tâm hòa giải Việt Nam VMC. Thì với sự chia sẻ của những chuyên gia đến từ VIAC và ITBC, thì chúng tôi ban tổ chức là hy vọng hội thảo sẽ đem lại nhiều kết quả giúp quý vị đại biểu có những cái chiến lược kết nối hiệu quả với thị trường EU thông qua chuyển đổi số, đồng thời hiểu rõ thực trạng chuyển đổi số trong ngành logistics Việt Nam, cũng như là lưu ý quan trọng khi thực hiện các giao dịch điện tử và những phương thức giải quyết tranh chấp hiệu quả khi phát sinh. Thì thay mặt ban tổ chức thì tôi xin chúc cái buổi hội thảo trực tuyến ngày hôm nay của chúng ta thành công tốt đẹp. Xin cảm ơn. Tiếp theo thì bắt đầu chương trình thì đến cái phần đầu tiên thì đề cập vấn đề về chiến lược chuyển đổi số và giải pháp tận dụng cơ hội từ hiệp định EVFTA đối với doanh nghiệp, thì tôi xin trân trọng kính mời ông Trần Phú Lữ, phó giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh ITBC chia sẻ về việc tận dụng cơ hội từ EVFTA chuyển đổi số nhằm tiếp cận hiệu quả thị trường EU. Xin trân trọng mời ông. Kính thưa anh Việt Bắc, phó giám đốc Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam và quý lãnh đạo doanh nghiệp đang theo dõi cái cuộc hội thảo ngày hôm nay, thì thay mặt cho lãnh đạo cái Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh ITBC thì tôi xin trình bày cái nội dung tận dụng cơ hội từ EVFTA chuyển đổi số nhằm tiếp cận cái hiệu quả thị trường EU. Phần trình bày thì tôi thì có hai phần. Phần thứ nhất là ý nghĩa khi EVFTA có hiệu lực thi hành trong bối cảnh hiện nay, và phần thứ hai là kết nối hiệu quả với thị trường EU thông qua cái chuyển đổi số. Đối với cái phần thứ nhất là ý nghĩa khi EVFTA có hiệu lực thi hành trong cái bối cảnh hiện nay ấy, thì như chúng ta đã biết thì hiện nay cái tình hình chung của thế giới trong năm 2020 ấy, thì có những cái đặc điểm cũng hết sức là đặc biệt do cái tình hình của dịch bệnh COVID-19, cho nên là cùng với các cái diễn biến liên quan tới chiến tranh thương mại và thiên tai đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi mặt kinh tế xã hội của các quốc gia. Cái thứ hai là cái tình trạng về suy thoái kinh tế và cái thương mại toàn cầu suy giảm, nhất là những nền kinh tế lớn như Mỹ và Nhật Bản. Theo như cái tổ chức thương mại thế giới WTO thì chỉ số thương mại chỉ đạt là 87,6
thấp hơn rất nhiều so với giá trị cơ bản là 100. Và cái thứ ba đó là cái chuỗi cung ứng toàn cầu bị gián đoạn, các cái hoạt động thương mại đầu tư đều bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh COVID-19. Riêng đối với cái tình hình kinh tế xã hội của nước ta trong 6 tháng đầu năm thì có thể nói là trong cái bối cảnh chung là dịch bệnh cái COVID-19 bùng phát mạnh trên phạm vi toàn cầu, thì chính phủ cũng đã xác định thực hiện cái mục tiêu kép với phương châm là vừa cái thực hiện nghiêm các cái biện pháp phòng chống dịch, vừa là thực hiện phát triển sản xuất kinh doanh, giải quyết việc làm, khôi phục các cái hoạt động kinh tế xã hội trên cơ sở là kiểm soát tốt cái dịch bệnh. Và qua cái số liệu chung thì tôi xin nói một số cái số liệu về cái tổng kim ngạch xuất nhập khẩu trong tháng 6 thì của nước ta ước đạt là 41,5 tỷ USD, tăng nhẹ 1,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó thì kim ngạch xuất khẩu là đạt là 21 tỷ USD, tăng 9,5%, và kim ngạch nhập khẩu là 20,5 tỷ USD, tăng 12,8%. Tuy nhiên thì nếu tính lũy kế trong 6 tháng đầu năm 2020 thì tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam chúng ta đạt là 238,4 tỷ USD, giảm 2,1% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó kim ngạch xuất khẩu thì giảm 1,1% và kim ngạch nhập khẩu thì giảm 3% so với cùng kỳ. Như vậy thì khi AVFTA có hiệu lực thi hành trong cái bối cảnh hiện nay thì có ý nghĩa rất là quan trọng, tạo ra những cái cơ hội thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam. Cái thứ nhất là EVFTA thì giúp tăng cường cái kim ngạch xuất khẩu với cái cam kết mở cửa thị trường mạnh mẽ, xóa bỏ thuế nhập khẩu lên tới gần 100% biểu thuế của EU. Thì dự báo thì cái tăng kim ngạch xuất khẩu sang EU thêm khoảng 42% vào năm 2025 và gần 45% vào năm 2030. Thứ hai thì EVFTA cũng tạo động lực thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế xã hội bền vững. Khi mà lợi thế cạnh tranh vốn có như là giá nhân công rẻ hay là tài nguyên thiên nhiên dần bị thu hẹp, thì những cái yếu tố như là thương hiệu, chất lượng sản phẩm và sở hữu trí tuệ là giải pháp giúp phát triển kinh tế xanh sạch, bảo vệ môi trường, bảo vệ cái lợi ích chính đáng và chăm lo phúc lợi cho cái người lao động. Thứ ba thì EVFTA cũng giúp hướng tới một cái nền kinh tế cạnh tranh, đổi mới và sáng tạo hơn. Thì như chúng ta biết, EVFTA với các cái tiêu chuẩn cao thì sẽ là động lực thúc đẩy cải cách kinh tế, giúp chuyển đổi mô hình tăng trưởng, thay đổi cơ cấu xuất khẩu, nhất là gia tăng cái hàm lượng công nghệ cho hàng hóa xuất khẩu. Cái thứ tư là EVFTA thì cũng giúp thúc đẩy quá trình chuyển đổi số mạnh mẽ vững chắc hơn, tạo cho Việt Nam những cái lợi thế cạnh tranh cao hơn trong việc tận dụng các cơ hội từ cái xu hướng dịch chuyển chuỗi cung ứng, thu hút dòng vốn FDI chất lượng cao gắn với cái chuyển giao cái công nghệ, nghiên cứu và phát triển đào tạo nguồn nhân lực. Bên cạnh những cái thuận lợi thì EVFTA cũng đặt ra những cái thách thức không nhỏ cho doanh nghiệp chúng ta. Cái thứ nhất là sẽ tạo cái sức cạnh tranh cho nền kinh tế và các cái doanh nghiệp, vì cái sản phẩm dịch vụ của doanh nghiệp chúng ta thì có chất lượng chưa cao, cho nên đòi hỏi là phải cải tiến để phù hợp với cái yêu cầu của thị trường. Thứ hai thì khi thực hiện cái EVFTA ấy, thì doanh nghiệp cũng sẽ khó khăn hơn để tận dụng những cái ưu đãi theo cái cam kết, do chúng ta phải tuân thủ cái luật chơi. Sản phẩm và dịch vụ thì phải đáp ứng cái tiêu chuẩn cao thì mới tận dụng được những cái cơ hội là hưởng ưu đãi thuế quan, rồi hạn chế được các cái tranh chấp kinh tế thương mại, trong đó lưu ý là về quy tắc xuất xứ ưu đãi. Cái thứ ba đó thì EVFTA cũng đòi hỏi thực hiện các cái quy định chặt chẽ có liên quan về cái quyền sở hữu trí tuệ, rồi về cái quy định lao động và các yêu cầu về môi trường, vân vân. À,
Chúng ta cũng cần phải lưu ý rằng là EVFTA cũng tạo lợi thế không chỉ về thương mại. Thì về mặt kinh tế thì EVFTA giúp giá trị xuất khẩu của Việt Nam sang EU tăng thêm lũy tuyến là khoảng 20% vào năm 2020 và khoảng là 42,7% vào năm 2025 và khoảng là 44,37% vào năm 2030. Đối với kim ngạch nhập khẩu từ EU thì ước tăng thêm khoảng là 15,28% vào năm 2020 và 33,06% vào năm 2025 và 36,7% vào năm 2030. Về tầm quan hệ trong khối thì hiệp định này sẽ nâng tầm quan hệ giữa EU với ASEAN cũng như từng bước, cũng như là từng cái nước thành viên, và tạo cái tiền đề quan trọng để hướng tới một cái FTA EU và ASEAN trong tương lai. Và EVFTA cùng với là EVIPA thì sẽ tạo ra các cái tác động lâu dài. Hiệp định này sẽ giúp cho Việt Nam đa dạng hóa đối tác, mở rộng cái không gian chiến lược trong cái bối cảnh cạnh tranh nước lớn ngày càng gia tăng. Trong ngắn hạn thì tăng trưởng thương mại do giảm các cái hàng rào thuế quan và phi thuế quan sẽ có tác động tích cực hơn đến tăng trưởng GDP của nền kinh tế. Còn nếu trong trung và dài hạn thì đầu tư nước ngoài và sự cải thiện về năng suất là những nhân tố chính tác động đến tăng trưởng GDP và tăng trưởng thương mại. Về tổng thể thì việc phê chuẩn và thực thi EVFTA là bước đi quan trọng và đúng thời điểm trong triển khai cái đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế của nhà nước. Việc triển khai đồng bộ các cái biện pháp, tận dụng các cái cơ hội và xử lý tốt những cái thách thức thì sẽ làm gia tăng cái nội lực và tính tự chủ của nền kinh tế. Theo như các cái chuyên gia của Ngân hàng Thế giới thì về lâu dài thì tác động kết hợp của dịch bệnh Covid-19 và căng thẳng thương mại thì có thể đưa đến cái quá trình tái cấu trúc sâu sắc các cái chuỗi giá trị toàn cầu, mở đường cho Việt Nam bước vào để lấp đầy các chỗ trống trong cái chuỗi cung ứng. Về cái tình hình thương mại giữa Việt Nam và EU thì xin thông tin một số cái số liệu để chúng ta có nắm rõ thêm. Như vậy thì hiện nay cái Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 17 trên thế giới và thứ 8 trong các đối tác ở châu Á, và lớn thứ 2 trong ASEAN. EU27 hiện là một trong các thị trường xuất khẩu lớn của Việt Nam, chỉ sau Hoa Kỳ và Trung Quốc. Năm 2019 thì cái trao đổi thương mại hai chiều của chúng ta đạt là 49,8 tỷ USD, thì trong đó Việt Nam xuất khẩu đạt là 35,8 tỷ USD và chiếm thị phần là khoảng 1,8% trên tổng giá trị nhập khẩu của EU, ước tính là gần 2.000 tỷ euro. Và các cái mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường EU kỳ vọng hưởng lợi bao gồm là hàng dệt may, giày dép các loại, các sản phẩm như là nông lâm, thủy sản, các sản phẩm nhựa và nhiều cái mặt hàng khác. Như vậy có thể khẳng định là hàng hóa Việt Nam của chúng ta đó còn khá nhiều cái dư địa khi mà thuế nhập khẩu ưu đãi được cắt giảm theo EVFTA. Đối với cái phần thứ hai, tôi xin phép được trao đổi liên quan tới cái việc kết nối hiệu quả với thị trường EU thông qua cái chuyển đổi số. Về ứng dụng cái chuyển đổi số thì cần phải đánh giá là nền kinh tế số của Việt Nam trong các năm gần đây đã có cái bước phát triển. Như năm 2018 thì quy mô thị trường kinh tế số của khu vực Đông Nam Á đạt là 72 tỷ USD. Thì Việt Nam chúng ta xếp thứ 6 với 9 tỷ USD và chiếm khoảng 11% theo như nghiên cứu từ Google và Temasek. Năm 2015 thì chúng ta chỉ là đạt 3 tỷ USD. Hai cái lĩnh vực là di chuyển và thương mại điện tử thì phát triển sôi động hơn cả. Ngoài những cái lĩnh vực trên thì cũng thấy rằng là cái quảng cáo trực tuyến, rồi trò chơi trực tuyến, du lịch trực tuyến hay là công nghệ và tài chính cũng đang có cái xu hướng phát triển mạnh mẽ.
Và dự báo thì Việt Nam chúng ta sẽ đạt là 33 tỷ USD vào năm 2025 với mức tăng trưởng là khoảng 25% mỗi năm và sẽ đứng thứ hai về quy mô thị trường, chiếm khoảng 18% giá trị thị trường kinh tế số Đông Nam Á với ước tính khoảng là 240 tỷ USD. Có thể nói là Việt Nam chúng ta được đánh giá là một trong những quốc gia có tốc độ phát triển kinh tế số ở mức khá trong cái khu vực ASEAN, với cơ sở hạ tầng viễn thông được đầu tư khá tốt. Về cái xu hướng chuyển đổi từ cái kinh doanh truyền thống sang sử dụng nền tảng số thì có thể khẳng định là ngày càng được các cái doanh nghiệp chúng ta là quan tâm thực hiện. Trong đó thương mại điện tử là một trong những cái phân khúc tăng trưởng nhanh nhất trong cái nền kinh tế số của Việt Nam, tăng bình quân là khoảng 35% mỗi năm. Và cái mô hình kinh doanh phù hợp với xu hướng chuyển đổi số ngày càng được doanh nghiệp quan tâm đầu tư và phát triển rộng rãi hơn. Về cái mô hình kinh doanh thì doanh nghiệp cũng triển khai cả cái mô hình kinh doanh từ doanh nghiệp đến doanh nghiệp B2B và lẫn doanh nghiệp đến người tiêu dùng và B2C. Thì có thể nói là cái xu hướng số hóa xuất hiện ở nhiều cái lĩnh vực ngành kinh tế, từ cái thương mại thanh toán đến giao thông, giáo dục và y tế. Về cái xu hướng xuất khẩu trực tuyến thì chúng ta cũng thấy rằng là cũng ngày càng phát triển hơn. Tại Việt Nam thì Amazon và Alibaba đều đẩy nhanh cái hoạt động thu hút các cái doanh nghiệp Việt Nam tham gia. Ngoài ra thì cũng có rất nhiều cái doanh nghiệp thương mại điện tử ra đời trên nền tảng số và tập trung cho cái mô hình là B2B, nghĩa là từ doanh nghiệp đến doanh nghiệp. Theo dự báo như vậy thì cái thương mại điện tử xuyên biên giới sẽ tăng lên mức là 3,3 nghìn tỷ USD trong 2 năm tới. Riêng cái ngành logistics cũng tăng trưởng mạnh mẽ. Và các cái doanh nghiệp của chúng ta thì cũng chuyển đổi từ cái công ty logistics truyền thống sang các công ty logistics thương mại điện tử. Những cái trang mà thương mại điện tử với EU á, thì theo cái nghiên cứu của Verat Research của Hà Lan á, thì tính theo doanh thu á, thì 10 cái cửa hàng trực tuyến hàng đầu của họ cho Âu tính bằng euro, ví dụ như hiện nay đứng đầu là Amazon, tiếp theo là Okto hay là John Lewis, rồi Apple. Ngoài ra thì các trang online chuyên ngành như là IKEA của ngành đồ dùng gia đình và H&M đối với ngành hàng thời trang thì cũng rất là tăng trưởng. Thị phần xuyên biên giới hiện nay chiếm khoảng là 23,55% tổng doanh số bán hàng trực tuyến ở châu Âu so với top 10 của năm ngoái. Và có một thay đổi đáng kể là năm nay thì IKEA Group giữ vị trí vững đầu trong top 500 nhà bán lẻ xuyên biên giới châu Âu. Về nhà bán lẻ nội thất của Thụy Điển đã tạo ra doanh thu xuyên biên giới là 4,6 tỷ euro vào năm 2019. Và đứng thứ hai tiếp theo là anh em và kế tiếp là Zara và Tigo. Về những cái ngành hàng mua online nhiều nhất thì hiện nay thì qua cái bảng biểu thì chúng ta cũng thấy rằng quần áo giày dép là một trong những danh mục sản phẩm phổ biến nhất, thì cùng với đó là đồ điện tử gia dụng và sách. Riêng đối với doanh số thương mại điện tử ở châu Âu thì như vậy thì đã tăng lên là 621 tỷ euro vào năm 2019 và được dự kiến sẽ đạt giá trị là 717 tỷ euro vào năm 2020. Phần lớn doanh thu trực tuyến thì vẫn đang được tạo ra ở Tây Âu, chiếm khoảng là 70% tổng doanh thu bán lẻ trực tuyến của châu Âu. Và như vậy cái vấn đề có thể thấy rằng là tiềm năng và dư địa của thị trường EU là lớn. Và để kết nối hiệu quả với cái thị trường EU thì một số vấn đề sau thì doanh nghiệp cần phải lưu ý. Thứ nhất là có lẽ là phải chủ động tìm hiểu thông tin, nhu cầu về thị trường, yêu cầu xâm nhập thị trường, các cái cam kết ưu đãi thuế quan và quy tắc xuất xứ. Thứ hai là cũng cần chủ động nâng cao thêm chất lượng sản phẩm dịch vụ, tăng cường cái năng lực sản xuất, điều chỉnh cái quy trình, chọn lựa cái nguồn nguyên liệu nó phù hợp. Thứ ba là cũng cần chủ động xây dựng và quảng bá thương hiệu, chuyên nghiệp hóa cái quy trình bán hàng. Cái thứ tư là phải chú trọng vấn đề về vệ sinh thực phẩm,
đáp ứng các cái tiêu chuẩn và cái quy trình an toàn sản phẩm do EU quy định. Thứ năm là liên quan tới cái yêu cầu về thỏa mãn về trách nhiệm xã hội, liên quan tới sở hữu trí tuệ, cái minh bạch hóa thông tin về lao động, vân vân. Và cái thứ sáu là chúng ta các doanh nghiệp thì cũng cần đẩy mạnh ứng dụng cái khoa học công nghệ để phù hợp với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, đáp ứng cái điều kiện tham gia cái chuỗi cung ứng toàn cầu. Thì như vậy chúng ta thấy rằng cần nắm bắt kịp cái xu thế mới của chuyển đổi số và kinh tế số để tìm ra cái động lực mới cho tăng trưởng kinh tế gắn với đổi mới sáng tạo cùng với cái công nghệ số và phát triển bền vững, đặc biệt là trong cái bối cảnh dịch bệnh kéo dài. Thì có thể khẳng định cái ứng dụng cái chuyển đổi số trong tiếp cận và xâm nhập mở rộng thị trường là hết sức có ý nghĩa đối với cái sự phát triển của doanh nghiệp. Thì cuối cùng thì xin trân trọng cảm ơn các anh chị quý lãnh đạo doanh nghiệp đã và cùng các diễn giả đã lắng nghe cái nội dung trình bày của Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư thành phố ITPC liên quan tới cái nội dung là tận dụng cơ hội từ EVFTA. Cảm ơn bài trình bày của anh Lữ. Thì với chủ đề tận dụng cơ hội từ EVFTA thì bài trình bày của anh thì cũng đã cung cấp được một cái thông tin rất là hữu ích trong cái bối cảnh tình hình hiện nay. Thì có một cái sự lạc quan rằng là cái tiềm năng và dư địa của thị trường EU thì còn rất là lớn đối với doanh nghiệp Việt Nam. Thì và trong một trong những cơ hội thì để tiếp cận thị trường EU thì anh cũng đưa ra những cái thông tin rất là hữu ích, từ những cái thống kê đến những cái dẫn chứng rất là rõ ràng về cái việc đó, là cái việc kết nối là một trong những cái công cụ hữu hiệu là thông qua cái việc kết nối thông qua công nghệ số. Và bài trình bày cũng đã đưa ra được 6 cái lưu ý thì rất là hữu ích đối với doanh nghiệp. Thì tiếp theo thì chúng tôi xin trân trọng kính mời tiến sĩ Nguyễn Tấn Hoa, là chủ tịch hội đồng chuyên gia Viện Kinh tế Xanh, chuyên gia tư vấn giải pháp công nghệ thông tin, đồng thời là trọng tài viên của Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam VH, chia sẻ về những cái thay đổi trong đại dịch và quá trình tất yếu, những cái vấn đề mà còn cần phải được giải quyết triệt để. Thì xin mời tiến sĩ Nguyễn Tấn Hoa. Vâng, xin cảm ơn anh Bác. Xin chào các diễn giả và các quý đại biểu doanh nghiệp tham dự cái hội nghị trực tuyến này. Chúng ta đều thấy là tất cả các doanh nghiệp đều đặt ra một câu hỏi là làm thế nào khai thác được cái lợi thế mà hiệp định EVFTA tạo ra, làm thế nào bán được hàng sang châu Âu. Và đó là cái câu hỏi mà mọi người đều quan tâm. Thì chúng tôi xin nêu một số thông tin, một số những cái hướng cũng như đề xuất cái giải pháp để phục vụ cho việc này. Chúng tôi xin trình bày ba nội dung. Thứ nhất là không muốn được. Thì thứ nhất là cái yêu cầu từ EVFTA, thứ hai là chuyển đổi số, và thứ ba là đề xuất cách tiếp cận cho các doanh nghiệp. Thì những gì mà anh Lữ đã trình bày về yêu cầu từ EVFTA thì tôi không trình bày lại, chỉ đề xuất tiếp là họ yêu cầu những gì là chính và ta cần phải đáp ứng. Thì có ba yêu cầu chính. Yêu cầu thứ nhất là về nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa, của sản phẩm mà mình làm ra. Yêu cầu thứ hai là yêu cầu về tiêu chuẩn và chất lượng. Và yêu cầu thứ ba là về năng lực số. Cái năng lực số thì không thể hiện rõ ở trong văn bản, nhưng lại là một yêu cầu rất quan trọng để có thể giao dịch được, để có thể làm ăn được với họ. Thì xin trình bày những cái ý chính của ba cái yêu cầu này. Thứ nhất là về yêu cầu về nguồn gốc xuất xứ hàng hóa đấy. Thì khá nhiều doanh nghiệp Việt Nam là hiểu nhầm cái yêu cầu này, nghĩ rằng là
để mình dán cái tem vào cái sản phẩm của mình và chứng minh rằng là sản xuất ở Việt Nam, thì đấy là không phải. Người ta yêu cầu là gốc của nó ở đâu, có nghĩa là cái sản phẩm mình làm ra đấy là mua vật tư ở đâu, cái đầu vào là ở đâu ra. Và họ chỉ chấp nhận hai điều kiện thôi, hai khả năng thôi, là cái đầu vào đấy là được sản xuất ở Việt Nam, hoặc được sản xuất từ một nước mà EU công nhận, mà EU chấp nhận trong cái danh sách của họ, chúng ta gọi tạm là ở trong các cái quốc gia nội khối để cho nó dễ hiểu. Thế vì cái mà người ta quan trọng hơn cả và người ta chú ý hơn cả là cái đầu vào của quá trình sản xuất. Ví dụ như nếu ta bán cá thì con cá nở ở đâu, ở Việt Nam hay là mua con cá ở nước ngoài, và con cá con ở nước ngoài về để nuôi. Nếu là may mặc thì vải thì sản xuất Việt Nam hay là mua nơi khác. Nếu mua nơi khác ở trong nội khối thì chấp nhận, và không phải nội khối thì không chấp nhận. Tương tự như vậy, dệt thì không ở đâu, rồi là nguyên liệu từ đâu cũng tương tự như vậy. Tất cả những cái lĩnh vực khác đều như vậy hết. Có nghĩa cái xuất xứ hàng hóa thì cái người ta quan tâm là cái đầu vào, là nguồn gốc ở đâu. Thì đấy là một cái yêu cầu rất quan trọng nhất của cái hiệp định này. Quan trọng nhì là quá trình anh sản xuất ra sao, có nghĩa các cái tiêu chuẩn về chất lượng, về yêu cầu mà anh Lữ vừa nói, vừa trình bày đã rất đủ rồi, về chất lượng sản phẩm, về lao động, về bảo vệ môi trường, về tôn trọng sở hữu trí tuệ. Và có một ý nữa mà cũng gắn vào đây, là tổ chức nào hay cơ quan nào chứng nhận cái tiêu chuẩn này, thì đấy là cũng cái thông tin mà doanh nghiệp cần nắm, bởi vì đáp ứng cái yêu cầu này thì mới xuất được hàng sang châu Âu. Thứ ba là họ yêu cầu phải có một năng lực số, vì lý do này các doanh nghiệp của cộng đồng châu Âu ấy đi trước Việt Nam cỡ chừng 10 đến 15 năm về công nghệ số. Cho nên người ta yêu cầu mình ấy là anh làm ăn với tôi thì anh nói cùng một ngôn ngữ với tôi, anh nói cùng một cái cách nói với tôi, cho nên mình phải có năng lực số ngang với họ để mà giao dịch với họ. Toàn bộ giao dịch hợp đồng, thanh toán hóa đơn, hậu mãi, giải quyết tranh chấp, tất cả đều trong không gian số. Chứ không phải người ta không chấp nhận là như trước đây là theo truyền thống. Đấy là một yêu cầu rất quan trọng, và cái này nó gắn đến cái yêu cầu mà chúng ta phải chuyển đổi số. Yêu cầu tiếp theo là tuân thủ tập quán số và văn hóa số. Đây là cái mà rất mới đối với Việt Nam này. Thế thì tập quán số là gì và văn hóa số là gì? Tập quán số ấy là có một tập quán mới hoàn toàn đối với quốc tế, đối với cộng đồng châu Âu, là từ vườn trồng đến bàn ăn, from garden to table, là nó triệt tiêu không trung gian, không còn không trung gian nữa, từ nhà sản xuất đến tay người tiêu dùng. Và cái khúc giữa ấy là tất cả những hệ thống để mà hỗ trợ, nó không gọi là khâu trung gian. Ví dụ Amazon bây giờ nó không gọi là siêu thị, mà nó gọi là hệ sàn giao dịch số hỗ trợ cho cái giữa người mua và người bán. Thì đấy là cái mà chúng ta phải lưu ý, vì lý do là theo tập quán truyền thống của ta luôn luôn lúc nào ở giữa nó cũng có anh trung gian, và chính anh trung gian này ăn nhiều nhất, mà cái người sản xuất và người tiêu dùng đều bị thiệt. Bây giờ cái tập quán số là cái tập quán nó hướng đến là không còn cái anh đấy nữa. Thế thì vì thế cho nên doanh nghiệp cần phải tham gia vào một cái chuỗi liên kết. Doanh nghiệp không thể nào làm từ A đến Z, không thể nào từ trồng cây, chế biến, được tự xuất khẩu, tự buôn bán, không làm được chuyện đấy nữa, mà chắc chắn phải liên kết, ít nhất là liên kết với các cái sàn giao dịch. Thế còn thế nào là văn hóa số? Văn hóa số có một cái khác hẳn với văn hóa hiện nay, chúng ta nói đến văn hóa kinh doanh. Đó là gì? Đó là người tiêu dùng được hưởng lợi nhiều nhất. Các nhà cung cấp, các nhà sản xuất tìm kiếm lợi nhuận từ phần còn lại. Đây là một văn hóa hoàn toàn mới đối với doanh nghiệp Việt Nam. Bởi vì chúng ta theo truyền thống ấy, là doanh nghiệp cố gắng được hưởng lợi nhiều nhất, còn người tiêu dùng thì chưa biết. Thế thì bây giờ nó là vấn đề ngược lại, người tiêu dùng phải là người được lợi nhiều nhất, thế còn lại thì mới là chia cho các anh. Và vì anh được bán cho hàng tỷ người, cho nên là cái phần còn lại cũng không nhỏ. Chúng ta thấy Amazon hay là Alibaba, người ta cũng chỉ lấy một phần nhỏ ở trong cái chi phí thôi. Nhưng mà người ta bán cho hàng tỷ người, hàng trăm triệu người, cho nên người ta rất là giàu có. Đấy là cái văn hóa số này, chúng ta các doanh nghiệp phải thấm nhuần cái văn hóa số này thì mới tiến đến trở thành doanh nghiệp số được, trở thành tham gia cái nền kinh tế số được. Đấy là ba cái yêu cầu căn bản của EVFTA. Thế bây giờ làm thế nào để đáp ứng cái ba yêu cầu này?
thì chỉ có, theo chúng tôi, chỉ có cách là doanh nghiệp phải thực hiện kinh tế tuần hoàn và chuyển đổi số thì mới đáp ứng được ba cái anh này. Bởi vì kinh tế tuần hoàn và chuyển đổi số nó bao gồm, khi thực hiện được thì nó bao gồm cả ba yêu cầu này, đáp ứng hết cả ba yêu cầu này. Thế vậy kinh tế tuần hoàn là gì? Thì chúng ta thấy này, kinh tế truyền thống của chúng ta hiện nay đang có mặt hiện nay ở Việt Nam, tạm gọi là kinh tế truyền thống, của thế giới nó gọi cái nền kinh tế đấy là kinh tế tuyến tính, tiếng Anh của nó là line economy. Thì đó là cái nền kinh tế mà khai thác tài nguyên, thì làm ra sản phẩm và thải chất thải ra môi trường. Đó là cái nền kinh tế có hiệu quả thấp, có rất là lãng phí và lãng phí tài nguyên, khai thác năng lượng nhiều và gây ô nhiễm môi trường. Đặc biệt là năng suất lao động rất là thấp, thu nhập thấp. Thế thì phải chuyển sang kinh tế tuần hoàn. Kinh tế tuần hoàn là gì? Là nền kinh tế mà sử dụng công nghệ cao để khai thác tất cả các tài nguyên có mặt, tạo ra giá trị gia tăng và thải tối thiểu chất thải ra môi trường, thậm chí là không có chất thải thải ra môi trường. Vì thế thì ta gọi luật kinh tế tuần hoàn là nền kinh tế không rác thải. Cái nền kinh tế tuần hoàn này mang lại cho doanh nghiệp lợi ích rất lớn. Chúng tôi thử tính toán so sánh một số trường hợp ấy, thì có, nếu để mang về 20-30% thì doanh thu từ kinh tế tuyến tính sang kinh tế tuần hoàn là không mấy khó khăn, và có thể nâng lên được ở trong kinh tế tuần hoàn này. Nếu biết cách, nếu ứng dụng được công nghệ rất cao thì có thể nâng được doanh thu lên đến nhiều phần trăm, nhiều trăm phần trăm chứ không phải là ít. Tôi nói ví dụ nhé, là khi chúng ta sản xuất lúa thì chúng ta nhắm đến hạt gạo, thế nhưng hạt gạo chỉ chiếm có 20% giá trị tổng cây lúa thôi. Thế còn lại là từ rơm, từ cám, từ áo gạo, từ vỏ trấu, vân vân rất là nhiều. Tôi nói một ví dụ nhỏ và nổi bật nhất, nếu biết cách là từ cái mầm gạo, từ cái áo gạo tạo ra hai chỉ, thì cái mà làm ra được cái hợp chất MAMB đó, có MAMB, thì nó cái hợp chất đấy nó bán là 1.25 triệu đô la cho 1 gram, có nghĩa là đắt hơn vàng gấp 30.000 lần. Nên chúng tôi không nói là tất cả mọi người đi làm gạo đều hướng đến đấy, nhưng đấy là một khả năng mà cái kinh tế tuần hoàn nó mang lại. Thế thì kinh tế tuần hoàn và nó chỉ là bước tiếp theo của kinh tế tuyến tính, là cái bước hoàn thiện hơn của kinh tế tuyến tính, nhưng nó vẫn chưa phải là kinh tế số. Kinh tế số là cái nền kinh tế là dựa trên công nghệ số để sáng tạo ra cái phương thức hoạt động mới. Còn cái nền kinh tế tuần hoàn chẳng qua là nền kinh tế cải tiến của nền kinh tế tuyến tính thôi. Và khi chúng ta thấy rằng cái nền kinh tế số, cái lõi của nó, cái bản chất sâu xa nhất của nó là phải tạo ra được phương thức sản xuất mới. Khi chúng ta nói đến thay đổi phương pháp sản xuất hay là cách thức sản xuất thì chúng ta nói đến sự cải tiến, nhưng khi chúng ta hình thành ra một phương thức sản xuất mới thì nó là một cuộc cách mạng. Bởi vậy cho nên là cái cuộc cách mạng này người ta gọi nó là cuộc cách mạng lần thứ tư, và cuộc cách mạng lần thứ tư này được hình thành dựa trên công nghệ số. Đây là bước đi của doanh nghiệp chắc chắn phải, đang là doanh nghiệp tuyến tính thì phải chuyển sang doanh nghiệp làm kinh tế tuần hoàn. Từ kinh tế tuần hoàn nó mở ra một cơ hội nhúng vào trong cái không gian số, nhúng vào trong công nghệ số để nó hình thành cái nền kinh tế số. Đây là bước đi tất yếu của doanh nghiệp, không thể khác được. Ai không làm thì người đấy bị đào thải, còn ai làm đứng vững thì người đấy đứng vững và trở thành một cái thành viên của cái nền kinh tế số tương lai. Ở đây chúng tôi lưu ý cái có hàng loạt những giải pháp, không phải nói là các bạn phải đi như vậy. Thì doanh nghiệp người ta hỏi là đi như nào, ứng dụng cái gì và ai cung cấp cái đó, thì chúng ta thấy một loạt những cái công nghệ mà ứng dụng trong kinh tế tuần hoàn, từ tuần hoàn tài nguyên, tuần hoàn nước, tuần hoàn năng lượng, rất nhiều các cái giải pháp ở đây. Còn đối với nền kinh tế số thì những cái công nghệ tiêu biểu của nó là công nghệ IoT hay là internet vạn vật hấp dẫn, vạn vật kết nối, blockchain, rồi là big data, dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo, đó là những cái công nghệ số tiêu biểu nhất kỷ nguyên số, và chính nó tạo ra điều kiện để mình hình thành những phương thức sản xuất mới.
Thế thì cái mà chúng ở trong cái quá trình mà lúc nãy anh Lữ có đề cập đến đó, là doanh nghiệp phải ứng dụng khoa học công nghệ và thực tiễn, thì chúng tôi xin chia sẻ là những công nghệ nào mà khi ứng dụng vào nó mang lại hiệu quả nhất cho hiện nay, thì đó là những cái ứng dụng về công nghệ sinh học, các cái công nghệ nền của nó là công nghệ sinh học, công nghệ nano, công nghệ vật liệu mới, công nghệ hữu cơ, robot và tự động hóa. Đó là những cái mà tiêu biểu nhất. Vậy thì đấy là cái mà chúng ta cần phải làm để đáp ứng cái yêu cầu của EU. Thế còn chuyển đổi số, chúng tôi quan điểm này, cái EVFTA là một cơ hội, có nghĩa là nó sẽ xuất hiện nhiều cơ hội như thế. Cơ hội đấy rất là lớn, nhưng nó là cơ hội. Còn chuyển đổi số mới là bản chất. Doanh nghiệp nếu chuyển đổi số thành công thì có thể tiếp cận mọi thị trường, không chỉ riêng EU, không chỉ riêng châu Âu. Vậy thì mà chuyển đổi số nó mới quyết định sự tồn tại hay là bị đào thải. Bởi vậy cho nên chuyển đổi số là bắt buộc đối với doanh nghiệp, là tất yếu, không thể khác được. Chuyển đổi số là cái quá trình sáng tạo ra phương thức hoạt động mới dựa trên công nghệ số. Và doanh nghiệp sẽ thay đổi từ cái phương thức mình đang làm hiện nay sang cái phương thức mới đó. Thì cái quá trình chuyển như thế gọi là chuyển đổi số. Thế thì tại sao lại làm được chuyện này? Là như thế này. Chúng ta quan sát ấy, là trước đây chúng ta chỉ biết những thông tin tĩnh về sản phẩm thôi. Ví dụ như là sản phẩm này được làm ở đâu, bao nhiêu người lao động tham gia, tên họ là gì, dùng theo quy trình nào, và vật tư là từ đâu, dựa trên sổ sách giấy tờ. Nhưng mà công nghệ số bây giờ nó không chỉ cho những dữ liệu tính mà nó cho dữ liệu động, dữ liệu trạng thái. Ví dụ như sản phẩm đấy đang ở đâu, đang ở vị trí nào, có ai mua không, mua như thế nào, giá cả bao nhiêu, nếu đang vận chuyển thì vận chuyển trong cái container nào, ở vị trí nào, và khi đã tất cả những cái trạng thái của sản phẩm này là với công nghệ số là nó cho người ta biết hết. Vậy thì giữa cái chuyện là trước kia tôi chỉ biết một phần về thực thể mà tôi có thôi, bây giờ tôi biết tất cả, thì cái cách thức quản lý lại phải thay đổi, và khi thay đổi thì mang lại những cái to lớn mà trước kia không có được, bây giờ có được. Thì chúng ta sẽ đặt một câu hỏi này: khi mà chúng ta chứng minh cho cộng đồng châu Âu là cái xuất xứ nguồn gốc hàng hóa, thì làm nào họ nhìn ra cái đấy, làm thế nào họ biết được cái đấy khi mà hàng triệu đến giao dịch diễn ra mỗi ngày, làm gì có con người để mà ngồi để mà so từng bộ hồ sơ để mà xem anh này đúng anh này sai. Họ dựa vào cái này, họ dựa vào một cái mà đây là cái chìa khóa để làm kinh tế số. Họ dựa vào liên kết dữ liệu từ bất cứ một sản phẩm nào đó có mã nhận diện của sản phẩm đó, thì cái mã nhận diện đấy nó sẽ kết nối sang dùng công nghệ nào để sản xuất ra nó, dùng vật tư nào để sản xuất ra nó. Cái vật tư đấy cũng đồng thời là một sản phẩm, cho nên lại bấm vào cái sản phẩm đấy để nó lại ra tất cả những cái liên quan. Bởi vậy cho nên là khi mà doanh nghiệp bán hàng sang châu Âu ấy, không phải là có một bộ phận người đi theo dõi và nên đọc cái đấy, mà là máy làm. Khi máy nó làm thì đầu tiên là nó soi vào cái mã của mã nhận diện, hay là bây giờ người ta dùng nhiều đó, là mã QR đó, là quick response đó, là của cái xuất xứ hàng hóa, của cái nguồn gốc của cái hàng hóa. Khi người ta thấy cái này hợp lệ thì người ta phải đi tiếp là đến cái mã của sản phẩm, từ mã sản phẩm quay sang quy trình, từ quy trình người ta thấy lao động anh đáp ứng, môi trường anh đáp ứng, bảo vệ tôn trọng cái bản quyền anh đáp ứng, vân vân và vân vân. Như vậy đó là máy nó làm chuyện này chứ không phải con người. Bởi vậy cho nên là Việt Nam mình, doanh nghiệp Việt Nam mình muốn bán hàng sang châu Âu, mình phải nói ngôn ngữ này, mình phải số hóa cái toàn bộ quy trình của mình, làm sao để cho khi sang đến bên kia người ta chỉ thì các hệ thống máy nó tự làm với nhau, và nó sẽ loại ra những anh nào không đạt, cái anh nào đạt đi tiếp, anh nào không đạt đi sang bên, và người ta chỉ kiểm tra cái anh loại ra thôi. Thế thì có những anh mà chắc chắn kiểm tra hoàn toàn, còn có những anh họ sẽ xem lại cái này máy nó hơi máy móc, còn trường này có thể chấp trước, trường này có thể điều chỉnh. Thì thường đa số sẽ do máy làm là chính. Bởi vậy cho nên các doanh nghiệp hết sức chú ý đến những cái chuẩn mà người ta quy định.
Thế bây giờ gợi ý hay đề xuất cho các doanh nghiệp thì nên, vậy thì nên làm nào? Làm thế nào để nếu mà ta mà chuyển đổi số xong người ta mới tham gia thì nó mất nhiều năm, thậm chí là cả chục năm. Thế nếu mà bây giờ ta tham gia mà ta lại chưa đáp ứng thì không đạt. Thế vì vậy cho nên là cách tiếp cận mà chúng tôi đề xuất với các doanh nghiệp là nên tập trung xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc hàng hóa của từng doanh nghiệp dựa trên công nghệ số một cách chuyên nghiệp. Tôi nhấn mạnh một cách chuyên nghiệp bởi vì bây giờ cũng có nhiều cái hệ thống truy xuất nguồn gốc hàng hóa nhưng mà lại không chuyên nghiệp. Có nghĩa là tưởng nghĩ là mình làm đúng nhưng mà không phải theo quốc tế. Quốc tế người ta thấy rằng có nhiều cái Việt Nam cũng dán nhãn đấy nhưng nó soi vào cái nhãn ấy nó không thấy những cái thông tin mà người ta yêu cầu. Vậy thì doanh nghiệp chắc chắn khi xây dựng cái hệ thống truy xuất nguồn gốc hàng hóa này chắc chắn phải hướng đến là sản xuất, nếu là sản xuất hữu cơ, sản xuất tuần hoàn để đảm bảo là các cái tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh và an toàn đối với sản phẩm, tham gia các cái chuỗi liên kết theo giá trị, bởi vì các doanh nghiệp sẽ chắc chắn phải liên kết, nếu không liên kết thì sẽ không mua bán được với cộng đồng châu Âu, cũng không doanh được, không kết nối được vào cuộc chơi. Thế thì bây giờ chúng ta lưu ý cái cụm từ liên kết theo chuỗi giá trị, nó gọi là value chain đó. Thì cái value chain này nó có một cái sự thay thế dần cho cái supply chain mà trước đây chúng ta rất là quen thuộc. Và cái hệ thống truy xuất nguồn gốc hàng hóa này thì phải đáp ứng các yêu cầu của châu Âu. Và cách làm tốt nhất mà chúng tôi đề xuất gợi ý là hãy nhờ một cái đơn vị chuyên nghiệp chuyên cung cấp truy xuất nguồn gốc hàng hóa này của châu Âu. Họ làm cho một cái mẫu, họ làm cho một, đối với doanh nghiệp lớn họ làm cho một cái, thì khi họ đã làm cho mình thì yêu đảm bảo là thông suốt nếu như mọi thông tin của mình là đáp ứng yêu cầu. Và chắc chắn là các doanh nghiệp phải tham gia kết nối với một sàn giao dịch số nào đó, nhưng cái sàn đó là tiêu chuẩn quốc tế. Vậy thì cái bước đi của chúng ta nó sẽ bắt đầu từ đầu vào, từ cái đầu vào này, cái nguyên liệu, từ nguyên liệu sau đó vào quy trình sản xuất ra sản phẩm rồi đưa ra cái sàn giao dịch, và tất cả được ứng dụng blockchain để mà giám sát toàn bộ quy trình này cho đến tay người tiêu dùng. Tại sao là blockchain? Bởi vì khi ứng dụng blockchain thì anh không thể thay đổi được những cái đã xảy ra, và tất cả những cái xảy ra là hệ thống kỹ thuật nó làm, không phải con người làm. Nếu con người làm là ví dụ như là tự gõ vào thì con người sẽ có sai, hoặc là cố tình gõ cho nó đẹp, đưa ra thông tin tốt đẹp cho mình, hay là gõ sai. Tất cả quy trình này do máy giám sát và tự động máy cập nhật chứ không phải con người, để nó đảm bảo tính minh bạch đã diễn ra như nào là trung thực như vậy. Thì thế giới xấu bây giờ nó chơi với nhau như vậy, cho nên chúng ta phải chấp nhận cuộc chơi thôi. Còn cái ý cuối cùng được xin được chia sẻ với cộng đồng các doanh nghiệp là chúng ta cần phải liên kết. Và không có một doanh nghiệp nào có khả năng đầu tư tất cả mọi công nghệ cho mình, bởi vì rất đắt. Thế thì chúng ta phải liên kết với những cái doanh nghiệp họ tạo ra những công nghệ đó theo cái mô hình như thế này. Ở đây chúng tôi đề các trung tâm phát triển giải pháp chính là cái doanh nghiệp sáng tạo ra, các doanh nghiệp sáng tạo công nghệ. Còn các cái nhóm triển khai này là chính là các cái doanh nghiệp mà sản xuất. Các doanh nghiệp sản xuất này tiếp thu những cái kiến thức, những cái tri thức, những cái công nghệ từ cái doanh nghiệp sáng tạo để triển khai vào thực tiễn và điều hành những cái cơ sản xuất làm theo đúng các cái quy trình đấy. Tất cả nhúng theo cái chuỗi mà chúng tôi nêu trên, cái chuỗi liên kết để bán được hàng sang châu Âu. Nếu mà làm theo đúng quy trình này và chuyển đổi số thành công, đáp ứng tất cả các yêu cầu này thì không chỉ bán sang cộng đồng châu bán đâu được, bởi vì ở đâu cũng yêu cầu đến thế là cùng thôi. Thì qua cái bài này chúng tôi muốn thông tin đến các doanh nghiệp là đã đến lúc mà chúng ta phải thay đổi triệt để. Và chúng ta đã đi chậm hơn thế giới từ 10 đến 25 năm vượt ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Thì chúng ta không thể duy trì cái cách làm cũ mà phải thay đổi. Mà cái thay đổi đấy người ta đã chỉ ra
thế giới người ta đã có những hình mẫu người ta chỉ ra từ trước thay đổi như thế nào, và những công nghệ gì giúp doanh nghiệp thay đổi như thế, những giải pháp nào, những cách thức như thế nào, những quy định nào thì đều có sẵn. Chúng tôi xin được cảm ơn các quý vị đã lắng nghe và sẵn sàng trả lời các câu hỏi. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn bài trình bày của tiến sĩ Nguyễn Tấn Hoa. Với tư cách là một người rất là có kinh nghiệm lâu năm trong công tác quản lý nhà nước, rồi là một cái chuyên gia về công nghệ thông tin, cũng như là trọng tài viên của Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam, thì đã đưa ra một cái góc nhìn mang tính chất rất là kỹ thuật chi tiết về cái việc chuyển đổi số và những cái điều cần thiết cho doanh nghiệp việc lưu ý khi tiếp cận không những là thị trường châu Âu, mà còn nếu mà chuyển đổi số thành công thì có thể tiếp cận tất cả các thị trường trên thế giới. Thì bên cạnh những góc nhìn của các chuyên gia kinh tế, những chuyên gia về công nghệ thông tin đến từ ITBC và VX, thì tiếp theo phần trình bày sẽ là phần trình bày dưới góc của cái góc nhìn pháp lý. Đó là xin mời trân trọng giới thiệu là luật sư Đinh Quang Thuận, là thành viên, luật sư thành viên của công ty luật trách nhiệm hữu hạn Global Việt Nam Lawyer, đồng thời là hòa giải viên của Trung tâm Hòa giải Việt Nam VMC từ cục VX. Thì xin mời anh Thuận thì có những cái chia sẻ dưới góc độ pháp lý về chủ đề ngày hôm nay. Xin trân trọng mời anh. Cảm ơn luật sư Bách. Kính thưa quý vị đang theo dõi sự kiện, tôi là luật sư Đinh Quang Thuận, luật sư thành viên của công ty luật Global Việt Nam Lawyers. Trước hết thì xin cảm ơn VX và các thành viên trong ban tổ chức đã tổ chức cái sự kiện ngày hôm nay, và cảm ơn quý vị cũng như là cảm ơn các diễn giả đã dành thời gian để mà tham gia cái sự kiện. Về cái vấn đề pháp lý trong thực hiện các cái giao dịch điện tử thì chúng tôi xin có một cái phần trình bày ngắn gọn như sau. Trước hết thì nó sẽ có cái phần này, trình bày của tôi nó sẽ có 3 phần. Phần thứ nhất là giao kết hợp đồng điện tử, xu hướng và mức độ phổ biến hiện nay ở Việt Nam. Cái vấn đề giao kết thứ hai là vấn đề giao kết hợp đồng điện tử của doanh nghiệp Việt Nam với các thị trường nói chung và EU nói riêng. Và vấn đề thứ ba là vấn đề pháp lý quan trọng khi thực hiện giao kết hợp đồng điện tử, việc ứng dụng công nghệ trong giao kết hợp đồng làm tăng hay là giảm các cái rủi ro pháp lý, và rủi ro nào thì doanh nghiệp cần chú trọng. Thì phần thứ nhất thì giao dịch điện tử là giao dịch mà được thực hiện bằng các cái phương tiện điện tử, khác với lại chúng ta thực hiện từ trước tới giờ khi mà chúng ta ký giấy tờ này. Thì ở đây người ta thực hiện bằng phương tiện điện tử. Theo đó, cái phương tiện điện tử là phương tiện hoạt động dựa trên công nghệ điện tử, kỹ thuật số, từ tính, truyền dẫn không dây, quang học, điện từ hoặc là công nghệ tương tự. Với các cái quy định nêu trên thì giao kết hợp đồng điện tử có thể thực hiện được bằng rất là nhiều cách. Thí dụ như là chúng ta có thể thực hiện bằng điện thoại, giống như là có nhiều doanh nghiệp bây giờ thì vẫn còn đang sử dụng cái phương tiện rất là phổ biến này, là khi mà mình cần mua một cái gì hay là các cái đối tác của mình cần đặt hàng mua của mình cái gì thì hai bên gọi liên lạc với nhau bằng điện thoại, hoặc có thể thực hiện qua fax máy tính nếu mà chúng ta muốn có một cái dạng bằng văn bản. Trong thời gian cái phạm vi hạn hẹp này, chúng tôi xin chỉ đề cập đến cái vấn đề giao kết hợp đồng điện tử thực hiện bằng cái phương tiện phổ biến hiện nay, đó là giao kết hợp đồng điện tử sử dụng máy tính trên các cái nền tảng kỹ thuật số và mạng internet. Và cũng chỉ trình bày một cái phần nhỏ ở trong cái phần này thôi, là tại vì như quý vị cũng biết là khi mà chúng ta thực hiện cái giao dịch điện tử mà trên cái nền tảng kỹ thuật số thì rất phổ biến hiện nay đó là những cái trang mạng thương mại điện tử. Ở trong đó thì chúng ta giống như là chúng ta đi siêu thị vậy, hoặc chúng ta đi chọn hàng và chúng ta thực hiện các cái thao tác, nó không được coi là cái dạng hợp đồng bằng văn bản, mà nó chỉ được xem như là những cái dạng hợp đồng mà được xác lập bằng cái hành vi cụ thể, mà tí xíu nữa chúng tôi cũng sẽ điểm sơ qua. Và chúng tôi chỉ tập trung vào cái phần gọi là
giao kết hợp đồng điện tử để mà thay thế cái dạng bằng văn bản mà trước đây khi chúng ta ký hàng chục trang hay là vài trang trang giấy vậy đó, thì chúng tôi chỉ xin đề cập vào chuyện đấy thôi. Và dựa trên những cái trải nghiệm thực tế thì chúng tôi biết có những cái cách thức giao kết hợp đồng điện tử sau đây, tức là giao kết hợp đồng bằng cái phương thức kỹ thuật số, phương thức sử dụng chữ ký số theo cái nghị định 130/2018 về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số. Giao kết hợp đồng bằng phương thức ký sống hợp đồng hoặc là chèn tệp dữ liệu chữ ký vào tệp dữ liệu hợp đồng. Sau đó scan và luân chuyển cái tệp quét hình PDF của hợp đồng cho đối tác qua thư điện tử, hoặc là giao kết hợp đồng bằng cái phương thức ký sống hợp đồng hoặc là chèn tệp dữ liệu vào cái dữ liệu hợp đồng và chụp hình và luân chuyển cái tệp dữ liệu hình ảnh của hợp đồng cho đối tác qua thư điện tử. Thì cái điểm thuận lợi của việc giao kết hợp đồng điện tử đối với các bên trong thương mại nội địa và thương mại quốc tế là các bên có thể ký hợp đồng mà không cần phải xuất hiện cùng nhau tại một cái địa điểm nào đó. Qua đó thì các bên sẽ tiết kiệm được cái thời gian và chi phí cho cái việc di chuyển. Vì vậy các bên có thể giao kết hợp đồng điện tử với đối tác một cách dễ dàng, kể cả là đối tác nước ngoài. Chúng tôi được biết là có những cái doanh nghiệp đã sử dụng các cái phương thức giao kết hợp đồng điện tử kể trên trong hoạt động kinh doanh, hoặc là những phương thức đơn giản khác, và hầu như không còn ký hợp đồng trên giấy đối với những giao dịch cung cấp có giá trị không lớn. Tuy nhiên, thực tế là vẫn còn nhiều doanh nghiệp tại Việt Nam chưa áp dụng việc giao kết hợp đồng điện tử. Chúng tôi có tìm hiểu và thấy có một số lý do như sau. Một số thì cho rằng là đã quen với việc ký kết hợp đồng và thấy rằng là chưa cần thiết phải thay đổi. Tức là cho mình đã quen ký cái hợp đồng giấy nó quen rồi và thấy rằng là chưa cần thiết phải thay đổi. Một số thì cho rằng hợp đồng điện tử có rủi ro về mặt pháp lý và rủi ro về mặt bảo mật. Và một số khác nữa cho rằng là việc chuyển đổi số thì cần phải chuyển đổi toàn bộ các mặt hoạt động của doanh nghiệp thì nó mới tạo ra cái sự đồng bộ và nó thực sự có ý nghĩa. Tuy nhiên cái công việc đó thì nó lại đòi hỏi nhiều đầu tư, cho nên là họ thấy là chưa cần thiết thực hiện. Cũng có thể là vì vậy mà chúng ta có thể thấy các cái doanh nghiệp Việt Nam hiện nay giao kết hợp đồng điện tử là có, nhưng mà thực sự là chưa phổ biến. Và xu hướng giao kết hợp đồng điện tử trong tương lai tại Việt Nam cũng như xu hướng chuyển đổi số, tất nhiên là nó sẽ tiếp tục phát triển, nhưng mà chúng tôi nghĩ có thể là nó sẽ không nhanh vì nhiều lý do như là chi phí, như là sự khác biệt trong cái tầm nhìn lãnh đạo, văn hóa của doanh nghiệp. Chúng tôi hy vọng những yếu tố này có thể thay đổi tích cực hơn khi mà các doanh nghiệp Việt Nam bắt đầu kinh doanh sâu rộng với lại các đối tác ở châu Âu và nhận được sự thúc đẩy, đòi hỏi và sự hỗ trợ của đối tác. Dịch COVID-19 cũng có thể giúp thúc đẩy quá trình này thay đổi sẽ diễn ra nhanh hơn. Vấn đề thứ hai mà chúng tôi muốn trình bày đó là vấn đề giao kết hợp đồng điện tử của doanh nghiệp Việt Nam với các thị trường nói chung và EU nói riêng. Thì theo những gì chúng tôi tìm hiểu, châu Âu đã nói về chuyển đổi số nền kinh tế từ năm 2000. Nhưng mà ngày nay khi nhìn lại công cuộc chuyển đổi số nền kinh tế thì châu Âu nhận ra mình không phải là khu vực mạnh của thế giới. Theo báo cáo của Nghị viện châu Âu vào tháng 6 năm 2019, có một số thực trạng mà châu Âu cho là thách thức và chúng tôi thấy đáng chú ý như sau. Thứ nhất là việc chuyển đổi số trong một số ngành, ví dụ như là xây dựng, nông sản, dệt may hoặc là thép, và ở các doanh nghiệp vừa và nhỏ đang đặc biệt tụt hậu. Thứ hai là họ thiếu lực lượng lao động có năng lực kỹ thuật số. 90% tất cả các cái công việc yêu cầu ít nhất mức kỹ năng kỹ thuật số tối thiểu và nhu cầu này ngày càng tăng. Tuy nhiên, ở châu Âu chỉ có 44% dân số ở EU và 37% lực lượng lao động lại không có đủ cái trình độ kỹ năng như vậy. Số lượng nhà kỹ thuật số thành công ở châu Âu là thấp. Trong số 200 công ty kỹ thuật số hàng đầu thế giới thì chỉ có 8 công ty châu Âu, 15 người đứng đầu thì lại đến từ Hoa Kỳ hoặc là Trung Quốc, không có châu Âu. Ngoài ra, khoảng cách kỹ thuật số, có một số lo ngại rằng
không phải tất cả người tiêu dùng và doanh nghiệp ở châu Âu sẽ được hưởng lợi từ việc chuyển đổi kỹ thuật số. Do sự phân chia kỹ thuật số hiện tại và tương lai giữa các khu vực thành thị và nông thôn và giữa các nước EU khác nhau. Châu Âu cũng chưa sẵn sàng về an ninh, trong khi chuyển đổi kỹ thuật số đòi hỏi cơ sở hạ tầng mạng kỹ thuật số mạnh mẽ, an toàn và linh hoạt, thì hiện tại châu Âu lại chưa chuẩn bị đầy đủ để giải quyết các mối đe dọa an ninh mạng. Vấn đề cuối cùng là thiếu đầu tư. Theo tính toán của châu Âu, thì họ thiếu hụt khoảng 155 tỷ euro so với tổng số vốn đầu tư 500 tỷ euro cần thiết để đáp ứng các mục tiêu kết nối Internet năm 2025 của Ủy ban, nhằm đảm bảo rằng châu Âu đóng vai trò hàng đầu trên toàn cầu trong việc khai thác các cái dịch vụ 5G. Như vậy thì châu Âu tự nhận mình là không phải là khu vực có trình độ chuyển đổi số dẫn đầu, nhưng mà Việt Nam thì cũng bị xem là chậm trong chuyển đổi số, cho nên chúng tôi cũng đồng ý với các diễn giả là Việt Nam vẫn còn ở cái trình độ thấp hơn nhiều và sẽ học hỏi được nhiều từ châu Âu khi mà hai bên làm ăn với nhau và có một cái sự đòi hỏi rằng là phải có cái sự đồng bộ để mà thuận tiện ở trong giao dịch. Về hợp đồng thì chúng tôi không thấy rằng là EVFTA có một cái quy định hoặc yêu cầu đặc biệt cụ thể nào về hợp đồng. Vì vậy, việc các bên giao kết hợp đồng với nhau theo phương thức như thế nào và có theo phương thức điện tử nào đó hay không thì sẽ tùy thuộc vào điều kiện thực tế và trình độ của các bên cụ thể. Với tình hình chuyển đổi số chưa đồng đều tại châu Âu, bởi vì họ có những doanh nghiệp rất là hiện đại nhưng mà cũng có thể có những cái doanh nghiệp là chậm tiến hơn. Cho nên chúng tôi cho rằng trải nghiệm của các doanh nghiệp Việt Nam về trình độ, về chuyển đổi số nói chung và về việc giao kết hợp đồng điện tử nói riêng với các doanh nghiệp châu Âu có thể sẽ khá phong phú. Trong hoàn cảnh dịch COVID-19 như hiện nay và việc chính phủ áp dụng các biện pháp phòng chống COVID-19 chặt chẽ, thì chúng tôi nghĩ phương án giao kết hợp đồng điện tử sẽ được ưu tiên thực hiện hơn nữa và có thể tạo đà cho thúc đẩy những kế hoạch chuyển đổi số toàn diện hơn tại các doanh nghiệp Việt Nam. Vấn đề cuối cùng mà chúng tôi xin trình bày ở đây là vấn đề về pháp lý khi thực hiện giao kết hợp đồng điện tử. Theo Bộ Luật Dân sự thì hợp đồng là sự thỏa thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền và nghĩa vụ dân sự. Để một cái hợp đồng có giá trị pháp lý thì hợp đồng đó phải đáp ứng các cái điều kiện. Thí dụ như là đáp ứng các cái điều kiện về chủ thể có cái năng lực pháp luật dân sự, và chủ thể tham gia giao dịch dân sự hoàn toàn tự nguyện, mục đích và nội dung của giao dịch dân sự không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức. Và một cái cuối cùng nữa là về hình thức, đó là hình thức của hợp đồng phải phù hợp với quy định của pháp luật. Mà nếu mà pháp luật có quy định về cái hình thức đó, vấn đề mà chúng ta đang nói đến hôm nay chính là cái hình thức của cái hợp đồng. Theo quy định của pháp luật về thương mại, hầu hết các hợp đồng thương mại đều phải được giao kết bằng văn bản. Ngoại trừ hợp đồng mua bán hàng hóa và hợp đồng dịch vụ thì còn có thể được thể hiện bằng lời nói hoặc là xác lập bằng cái hành vi cụ thể. Ví dụ như là hai cái hình thức mà chúng tôi đã nói đó là lời nói thì là có thể nói trực tiếp hoặc là nói trên điện thoại, hoặc là xác lập hành vi cụ thể giống như khi chúng ta đi vào siêu thị lựa hàng, trả tiền, hoặc là chúng ta lên các cái trang mạng thương mại điện tử và chúng ta thực hiện các cái thao tác mua hàng, thì chúng ta không có ký hợp đồng, chúng ta chỉ có thể hiện các cái hành vi để xác lập các cái hợp đồng đó thôi. Như vậy, về việc giao kết hợp đồng thương mại bằng văn bản là cái hình thức giao kết hợp đồng thương mại phổ biến. Khi chúng ta giao kết hợp đồng thương mại bằng phương thức điện tử thì hợp đồng của chúng ta được thiết lập dưới dạng thông điệp dữ liệu theo quy định của luật giao dịch điện tử và được xem là đáp ứng điều kiện bằng văn bản nếu mà thông tin chứa ở trong thông điệp dữ liệu đó có thể truy cập và sử dụng được để tham chiếu khi cần thiết, và nó có giá trị như bản gốc nếu mà nội dung của thông điệp dữ liệu được bảo đảm toàn vẹn kể từ khi được khởi tạo lần đầu tiên dưới dạng một thông điệp dữ liệu hoàn chỉnh và có thể truy cập dưới dạng hoàn chỉnh khi cần thiết.
Khi nội dung của một hợp đồng điện tử đã được các bên thương lượng và thống nhất, các bên sẽ ký cái hợp đồng đó để hợp đồng có hiệu lực và các bên bắt đầu thực hiện hợp đồng như cam kết. Câu hỏi là các bên sẽ ký hợp đồng điện tử như thế nào để phù hợp với cái quy định của pháp luật? Thì điều 22.1 của luật giao dịch điện tử quy định rằng chữ ký điện tử được xem là đảm bảo an toàn nếu được kiểm chứng bằng một quy trình kiểm tra an toàn do các bên giao dịch thỏa thuận và đáp ứng được các cái điều kiện. Thứ nhất, đó là dữ liệu tạo ra chữ ký điện tử chỉ gắn duy nhất với người ký trong cái bối cảnh dữ liệu đó được sử dụng và chỉ thuộc sự kiểm soát của cái người ký tại thời điểm ký. Thứ hai, mọi thay đổi đối với chữ ký điện tử và nội dung của thông điệp hợp đồng sau thời điểm ký đều có thể bị phát hiện. Tiếp theo, điều 22.2 luật giao dịch điện tử quy định rằng chữ ký điện tử đã được tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký điện tử chứng thực được xem là đảm bảo các cái điều kiện an toàn quy định tại cái khoản 1 nêu trên. Hiện nay thì chính phủ đã ban hành cái nghị định 130/2018 quy định chi tiết về cái việc thi hành luật giao dịch điện tử về chữ ký số và chứng thực chữ ký số. Thì điều 3.6 của nghị định 130 quy định chữ ký số là một dạng chữ ký điện tử được tạo ra bằng sự biến đổi thông điệp dữ liệu sử dụng hệ thống mật mã. Và người có được thông điệp dữ liệu ban đầu và khóa công khai của người ký có thể xác định được chính xác việc biến đổi nêu trên được tạo ra bằng đúng khóa bí mật tương ứng và sự toàn vẹn của nội dung thông điệp dữ liệu kể từ khi thực hiện việc biến đổi nêu trên. Ngoài chữ ký số ra thì pháp luật không có quy định chi tiết về việc sử dụng và chứng thực bất kỳ dạng chữ ký điện tử nào khác. Như vậy thì trong thực tế, nếu các đối tác châu Âu có cùng trình độ thực hiện chữ ký số và chứng thực chữ ký số như trên, chúng ta có thể nói khi giao dịch hợp đồng điện tử sử dụng chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số thì hợp đồng giao kết sẽ được coi là an toàn, có thể nói là an toàn tuyệt đối. Điều này cũng có nghĩa là không có cơ sở để xác định mức độ an toàn của các phương thức giao kết hợp đồng điện tử khác. Thí dụ như là hai cái phương thức mà chúng tôi cũng có nói qua, đó là phương thức ký hợp đồng và luân chuyển cái tệp PDF hoặc là cái tệp hình ảnh của hợp đồng mà chúng tôi vừa mà đã trình bày khi bắt đầu cái phần trình bày hôm nay. Thì bằng kinh nghiệm thực tế, chúng tôi nhận thấy phương thức ký và luân chuyển các cái tệp PDF hoặc tệp hình ảnh của hợp đồng tuy là nó khá là đơn giản, nó không cần phải các doanh nghiệp phải đầu tư gì đó cầu kỳ lớn lao, nhưng nó cũng có những cái rủi ro như sau. Một bên có thể có cái trường hợp một bên sau đó cho rằng cái thư điện tử đó nó có thông điệp dữ liệu của hợp đồng, nó không có do họ gửi, mà bên kia thì không có cách nào khác để mà chứng minh. Ví dụ như là nếu mà bên kia gửi bằng Yahoo hay là Gmail hay là Hotmail thì thực sự là sẽ gặp khó khăn nếu mà một bên phủ nhận hợp đồng và một bên cố gắng chứng minh hợp đồng đó nó là có thật. Cũng có một cái rủi ro khác là một bên cho rằng nội dung của cái tệp dữ liệu hợp đồng đã bị thay đổi. Thì chúng tôi trong thực tế thì chúng tôi thấy là khi chúng ta scan một cái nội dung nào đó thì cái bản scan đó nó không thay đổi được. Tuy nhiên là chúng tôi cũng không phải là những người chuyên môn, và chúng tôi cũng biết được rằng, cũng nghe được rằng là một vài nhà chuyên môn nói rằng các cái bản scan đó thật ra là vẫn có thể chuyển lại thành Word và vẫn có thể scan lại và vẫn có thể thay đổi. Như vậy thì nó có những cái rủi ro đó là như thế. Hoặc là một bên cho rằng thư điện tử mà bên kia nhận được là của người không có thẩm quyền để gửi. Cái việc này nó cũng thường xảy ra. Ví dụ như việc giao kết thì thường là phải đòi hỏi là các giám đốc, các đại diện theo pháp luật giao kết với nhau. Tuy nhiên khi chúng ta thực hiện qua phương tiện điện tử thì những cái người giám đốc đó, những cái người đại diện đó đôi khi họ không trực tiếp thực hiện mà những cái nhân viên cấp thấp hơn, những viên cấp dưới người ta thực hiện. Và hai bên khi mà gửi các cái văn bản qua lại như vậy đó thì thường là cũng cho những cái người đó họ tự gửi với nhau, chứ không có ông giám đốc nào mà gửi cho ông giám đốc bên kia.
thì nó cũng có thể gặp cái rủi ro rằng là một bên sau này muốn phủ định cái hợp đồng đó, phủ nhận cái hợp đồng đó thì cho rằng là cái người cấp dưới là người không có thẩm quyền. Và tương tự như vậy thì một bên cho rằng bên kia gửi thư điện tử, gửi hợp đồng đến cái địa chỉ thư điện tử của cái người không có thẩm quyền, nó cũng xảy ra tương tự như thế. Như vậy thì đối với các rủi ro nêu trên, chúng tôi xin có một số góp ý như sau, để khi nào mà nếu chúng ta không có điều kiện thực hiện cái việc ký hợp đồng bằng chữ ký số và có cái nhà cung cấp dịch vụ, người ta cung cấp cái dịch vụ chứng thực chữ ký số, mà chúng ta chỉ có thể ký cái hợp đồng qua PDF hay là các cái file hình thôi, thì chúng ta chú ý các cái điểm dưới đây để chúng ta có thể giảm các cái rủi ro. Thứ nhất là nên giao dịch thông qua các cái địa chỉ thư điện tử có cái tên mình riêng, có cái tên miền riêng, được đăng ký rõ ràng, và tránh giao dịch cho mục đích giao kết thực hiện hợp đồng với các địa chỉ thư điện tử của Gmail, Yahoo hay là Hotmail, trừ khi nào thông qua cái quá trình làm việc trước đó hoặc là thu thập thông tin từ những cái nơi khác, thí dụ như là trên cái trang web của họ. Chúng ta đã có cái bằng chứng rằng cái địa chỉ Gmail kia, Yahoo kia nó là xác thực là của bên kia. Khi giao dịch thư điện tử với người không có thẩm quyền và đại diện theo quy định của pháp luật thì nên, ít ra thì mình cũng nên yêu cầu rằng là tôi có thể giao dịch với lại ông phó giám đốc hoặc là ông trưởng phòng kinh doanh, nhưng mà khi mà gửi thư điện tử đó thì trong cái nhóm những người nhận thư điện tử đó vẫn nên có cái địa chỉ thư điện tử của cái ông giám đốc, của cái ông đại diện theo luật, để sau này chúng ta có thể nói rằng là cái ông giám đốc đó chứng kiến các cái việc giao kết hợp đồng này hết và đã không có gì phản đối, cho nên là làm cái hợp đồng nó có giá trị. Chúng ta cũng nên tìm hiểu đối tác cẩn thận và chọn các cái đối tác có danh tiếng, có uy tín, mà có thông tin doanh nghiệp rõ ràng, có trang web cập nhật và có sử dụng tên miền đăng ký riêng. Các doanh nghiệp cũng nên tham vấn ý kiến của các chuyên gia, của các luật sư trước khi thực hiện để giúp đảm bảo an toàn hoặc là giảm thiểu các cái rủi ro trong giao kết hợp đồng điện tử. Ngoài ra, để mà phòng tránh cho cái việc đó thì cái việc mà chúng ta thỏa thuận về cái phương thức giải quyết tranh chấp á, nó cũng là một cái bước đi mà chúng tôi nghĩ rằng là nó thông minh, nó hiệu quả. Thí dụ như là nếu một cái hợp đồng của chúng ta mà không có chọn một tổ chức giải quyết là các đơn vị trọng tài á, thì thường là nó sẽ rơi vào tòa án. Mà các bạn cũng phải biết, các tòa án, nhất là các tòa án ở Việt Nam thường thì tương đối là khá bảo thủ và họ chỉ quen với những cái phương thức cũ thôi. Cho nên là việc đánh giá cái bằng chứng, cái giá trị bằng chứng của các cái email, của các cái phương thức điện tử thì thường là tòa án ít cởi mở hơn vậy, ít chấp nhận những cái mới hơn. Và chúng tôi đã gặp nhiều cái rủi ro rằng là những cái bằng chứng bằng email lẽ ra có thể chấp nhận được thì đã bị tòa án từ chối. Cho nên rằng là chúng tôi khuyên các doanh nghiệp nên chọn các cái đơn vị trọng tài, các cái tổ chức trọng tài có uy tín, ví dụ như là VIAC. Chúng tôi biết rằng là các trọng tài viên cũng đã có nhiều cái kinh nghiệm đánh giá các cái chứng cứ được thể hiện bằng các cái hình thức điện tử. Cho nên là chúng ta nên chọn trước để mà có thể được ra trọng tài, và không nên để những cái tranh chấp mà nó để cho tòa án người ta xét xử thì nó sẽ ít hiệu quả hơn. Chúng tôi cũng được biết là VIAC, trung tâm hòa giải của VIAC, tức là VMC, gần đây thì cũng đang thiết lập một cái nền tảng gọi là cái online mediation platform. Thì ở trên cái nền tảng này thì chúng ta có thể, thí dụ như hai bên tranh chấp đều có thể đến vào đấy để mà nộp đơn, mà nộp cái yêu cầu hòa giải để mà giải quyết cái tranh chấp của mình, thì hoàn toàn thực hiện là trên một cái nền tảng kỹ thuật số và không cần phải trực tiếp gặp nhau. Thì chúng tôi cũng xin lưu ý với các bên như thế để biết rằng là chúng ta cũng đang có được những cái nền tảng tốt để mà giải quyết tranh chấp, và chúng ta khi cần cũng có thể chọn những cái nơi như thế để giải quyết cái tranh chấp của mình
sao cho nó hiệu quả và nó đúng với lại cái tinh thần mà của hai bên đã thỏa thuận. Thì chúng tôi cũng xin tạm ngưng ở đây, chúng tôi ngừng ở đây và xin chương trình tiếp tục, và chúng tôi cũng sẽ sẵn sàng đón nhận các câu hỏi và trả lời. Xin cảm ơn. Cảm ơn cái phần trình bày dưới góc nhìn pháp lý của luật sư Đinh Quang Thuận, hòa giải viên của Trung tâm Hòa giải Việt Nam VMC trực thuộc VIAC. Và trình bày của luật sư Thuận thì cũng trùng hợp với một số cái cuộc tranh chấp tại Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam trong thời gian vừa qua, liên quan đến cái việc là cái xu thế để sử dụng hợp đồng giao kết thông qua cái phương thức điện tử, và thứ hai là những cái vấn đề mà pháp lý rủi ro liên quan đến cái việc tranh chấp phát sinh từ thông qua cái việc giao kết từ hợp đồng này, cũng như là quá trình thực hiện các hợp đồng giao kết này. Thì sư Thuận thì cũng cung cấp được một số cái technique kỹ thuật dưới góc nhìn pháp lý của một luật sư có kinh nghiệm, giúp cho các doanh nghiệp thì có thể đảm bảo được cái hiệu lực pháp lý của một cái hợp đồng, là một điều rất cần thiết đối với các doanh nghiệp Việt Nam. Thì những cái kỹ thuật mà luật sư Thuận cung cấp thì trong đó có những cái kỹ thuật rất là đơn giản, ví dụ như là đảm bảo tính xác thực thông qua cái việc giao kết bằng phương thức điện tử bằng hợp đồng, thì có thể là cái email cần phải có đăng ký tên miền của công ty, hay là những cái vấn đề liên quan đến chú ý đến cái việc mà người giao dịch bằng email phải đến từ một cái địa chỉ của người có thẩm quyền của doanh nghiệp, hoặc là có thể CC cho đại diện pháp lực của công ty, người thẩm quyền hợp pháp của công ty. Đó là những cái bài học thì tưởng chừng rất là đơn giản nhưng mà lại rất là hữu ích trong những cái trường hợp phát sinh tranh chấp để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của bên bị vi phạm. Thì tiếp theo dưới một cái góc nhìn, xin cảm ơn cái phần trình bày rất là thiết thực và hữu ích của luật sư Thuận. Thì tiếp theo thì sẽ là phần trình bày dưới góc nhìn của một trọng tài viên VIAC, cũng là luật sư và cũng là thành viên của tiểu ban tư vấn pháp luật Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam, VLA. Thì bài trình bày của luật sư Ngô Khắc Lễ sẽ giúp cho chúng ta hiểu biết thêm về cái vấn đề liên quan đến cái hình thức là thương mại dịch vụ và để chuyển đổi số thành công có hiệu quả đúng cách. Thì đối với ngành logistics là một cái ngành rất đặc thù trong cái chuỗi cung ứng của hầu hết các doanh nghiệp Việt Nam khi có những cái vấn đề xuất và nhập khẩu. Thì xin trân trọng mời luật sư Ngô Khắc Lễ, Ngô Khắc Lễ có thể chia sẻ những cái kinh nghiệm của mình cho doanh nghiệp. Mời. Xin cảm ơn lời giới thiệu của anh Bắc. Xin chào quý vị và các bạn. Tôi là Ngô Khắc Lễ. Tôi xin giới thiệu bài trình bày có 3 phần. Thứ nhất là phần thực trạng về chuyển đổi số trong ngành dịch vụ logistics của Việt Nam. Phần thứ hai là một số lưu ý trong quá trình chuyển đổi số. Và phần thứ ba là một số rủi ro và cách giải quyết những rủi ro này như thế nào. Tôi xin đi vào phần thứ nhất. Tôi xin lỗi, có đường truyền hơi bị trục trặc một chút.
doanh nghiệp nhỏ và vừa, khoảng 80% con số này. Và như quý vị và các bạn đã biết thì logistics được coi là xương sống của nền kinh tế quốc gia và đồng hành trong mọi lĩnh vực từ sản xuất, phân phối, lưu thông đến tiêu thụ sản phẩm. Và trên thực tế thì hàng ngày chúng ta đều thấy quá trình mọi hoạt động của logistics diễn ra từ sản xuất cho đến đời sống xã hội đến từng cá nhân. Và phần lớn các doanh nghiệp mà mới được chuyển đổi số ở mức độ rất thấp, mà cái này nó do hạn chế về tài chính, về nhân lực, rồi về nhận thức. Và trong số này thì có một số doanh nghiệp logistics xuyên quốc gia đã chuyển đổi số ở một mức độ có thể tiếp cận trình độ của một số nước tiên tiến của châu Âu. Như các diễn giả trước đã trình bày thì chúng ta thấy là ở châu Âu cũng không phải là hoàn toàn các doanh nghiệp mà các doanh nghiệp ở châu Âu đã tiếp cận được một trình độ chuyển đổi số cao. Và một đặc điểm nữa chúng tôi nhận thấy là nhiều doanh nghiệp đang áp dụng những ứng dụng độc lập, tạo thành những phần mềm riêng biệt cho từng dịch vụ. Ví dụ như kho thì làm riêng phần kho, rồi phần vận chuyển, phân phối, phần kế toán. Chính vì vậy nó không thể kết nối để có hiệu quả tối ưu. Và như vậy là cái chi phí cao, thời gian nhiều. Và một điểm nữa là ví dụ chúng ta thấy khi đi trên đường bộ thì chúng ta thấy là có khá nhiều xe là chạy một chiều. Chính cái này cũng là do cái quá trình chuyển đổi số chưa được tốt, cho nên chưa kết nối được với những đơn vị cung cấp các dịch vụ vận tải. Và vừa rồi qua đại dịch COVID-19 thì chúng ta thấy rõ là cái tầm quan trọng của việc chuyển đổi số và việc kết nối trong chuỗi cung ứng. Vì hiện nay chuỗi cung ứng của chúng ta làm nó còn quá ít các doanh nghiệp được kết nối với nhau, và do kết nối chưa được rộng cho nên các cái dịch vụ cung cấp chưa đủ. Và cũng qua tình hình vừa rồi thì chúng ta thấy là một số doanh nghiệp quá phụ thuộc vào một vài thị trường, cho nên khi trong chuỗi cung ứng hàng hóa hay dịch vụ bị đứt gãy thì theo thống kê hiện nay là có khá nhiều doanh nghiệp mà đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng đến cái việc không ngừng sản xuất hoặc là tạm ngừng sản xuất. Và đây là một con số mà qua thống kê của Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam vào tháng 3 năm 2020, chúng ta thấy có đến 50% doanh nghiệp bị giảm doanh thu từ 10 đến 30%, và trên 10% doanh nghiệp bị giảm doanh thu từ 30 đến 50% do dịch bệnh và do không chuyển đổi số kịp. Vì chúng ta biết là như các diễn giả trước đã trình bày, chuyển đổi số không phải chúng ta làm muốn là chúng ta có thể làm ngay được, và nó phải có một lộ trình phù hợp. Tuy vậy, tôi có một nhận xét là cũng như các doanh nghiệp Việt Nam nói chung thì doanh nghiệp Logistics Việt Nam có rất nhiều doanh nghiệp có khả năng chịu đựng các thử thách, sáng tạo và cái khả năng thích nghi rất cao, có thể là vượt qua khó khăn. Phần thứ hai của tôi là xin trình bày đến một số lưu ý trong cái lộ trình chuyển đổi số, đặc biệt để tiếp cận thị trường EU và tận dụng ưu thế mà EVFTA mang lại cho ngành dịch vụ Logistics. Mục đích của chuyển đổi số là để doanh nghiệp tham gia vào chuỗi cung ứng rộng hơn, mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn cho doanh nghiệp. Vừa rồi, thời gian gần đây thì chắc quý vị và các bạn cũng biết đến một cái vụ kiện mà qua tòa án, là vụ kiện công ty vận chuyển hành khách, vận chuyển công cộng là công ty Grab, và dù có khiếu nại kiện tụng nhau rất nhiều mức độ khác nhau, nhưng mà cuối cùng chúng tôi tiếp cận ở một góc độ nhìn thấy ở đây là rõ ràng cái quá trình chuyển đổi số là của một số doanh nghiệp là cần phải làm nhanh hơn, là vì rõ ràng cái chuyển đổi số đây là một cái quá trình tất yếu. Ở đây là nếu chúng ta không làm thì chắc chắn là chúng ta sẽ không thể tham gia được, cho nên qua cái vụ tranh chấp vừa rồi mà qua công ty vận chuyển hành khách công cộng, công ty Grab ấy, thì chúng ta thấy ở đây là các doanh nghiệp đã nhìn thấy các doanh nghiệp vận tải hành khách tương tự như vậy cũng đã dần dần phải chuyển sang là sử dụng các kỹ thuật số từ thấp đến cao, và cái này là chúng ta có thể thấy rõ ở trong hàng ngày,
và cái mức độ mà các doanh nghiệp đang chuyển đổi để đáp ứng dần là đang tăng dần lên. Cho nên đây là một cái ví dụ cho chúng ta thấy là tuy ở mức độ khác nhau nhưng chuyển đổi số là một cái quá trình mà không thể tránh khỏi, và nếu chúng ta không tham gia, các doanh nghiệp mà không chuẩn bị để tham gia kịp thời thì chắc chắn là sẽ bị loại ra khỏi thị trường. Và một điểm lưu ý nữa là phía người lãnh đạo doanh nghiệp thì cần phải muốn hiểu gì, mình muốn gì đây trong cái thời đại này. Vì qua tiếp cận với một số doanh nghiệp mà thì chúng tôi thấy là có nhiều lãnh đạo của doanh nghiệp vẫn còn cảm thấy vẫn còn thờ ơ, tức là nghĩ rằng đây là rồi nó cũng chúng ta cũng sẽ tiếp cận được với cái quá trình này thôi. Nhưng mà tôi thấy rằng nếu mà không có thay đổi tư duy từ lãnh đạo rồi dần đến nhân viên thì rõ ràng cái quá trình chuyển đổi số này nó không đáp ứng kịp thời. Và một số lãnh đạo của doanh nghiệp nghĩ rằng chuyển đổi số có chỉ làm cái chuỗi cung ứng ở trong dịch vụ logistics, thì có một số doanh nghiệp mà chúng tôi tiếp cận thì nhiều vị còn hiểu rằng là trong quá trình mà chuyển đổi số hoặc là làm sao có chuỗi cung ứng mà nhiều người tiếp cận hơn thì hiểu một cách đơn giản là chúng ta có thể gom nhiều, trao đổi thông tin nhiều mà nhiều người cùng biết. Tôi xin lấy ví dụ mà quý vị và các bạn thấy rõ là sử dụng Zalo và Viber. Thế có nhiều vị nói rằng là chúng tôi sẽ sử dụng cái Viber và Zalo cho nhiều người cùng vào đó có yêu cầu về dịch vụ logistics. Ví dụ tôi lấy ví dụ cụ thể là yêu cầu về vận chuyển xe hai chiều, làm sao cho xe chạy có hàng hóa cả hai chiều. Thì tôi xin nêu ví dụ là bây giờ nếu mà chúng ta sử dụng Zalo, thì nếu bây giờ các bạn tưởng tượng nếu mà các bạn tạo nhóm thì có 10, 15, 20 thậm chí nữa khoảng 5, 70, 100 người, tức là khi có một người bấm thì những người còn lại đều phải xem. Thế trong trường hợp này thì nếu mà dịch vụ logistics của doanh nghiệp vận chuyển mà nói rằng chúng tôi sử dụng cái đó, thì chúng ta thấy khi con số tôi cho rằng lên đến khoảng vài trăm người, thậm chí tôi ví dụ là 500 người. Thế bây giờ một người bấm thì 499 người cùng xem. Thế và cái việc bấm này vào thì đấy là mới nói là tôi có yêu cầu vận chuyển. Chứ chưa biết là có đáp ứng không, thì tất cả mọi người đều xem. Mọi người đều xem và như vậy là lại nói rằng là cũng lại trả lời lại là tôi không có yêu cầu hoặc là im lặng. Thế thì đây hoàn toàn nó khác với chuyển đổi số mà như các diễn giả đã trình bày. Và tôi nêu ví dụ cụ thể để các vị, quý vị và các doanh nghiệp thấy rằng là nó khác ở chỗ là khi chúng ta chuyển đổi số thì tất cả các yêu cầu của chúng ta và yêu cầu về dịch vụ cũng yêu cầu vận chuyển thì tất cả đó được máy người ta tự động trộn vào và người ta đáp ứng yêu cầu cho đến từng cái yêu cầu cụ thể. Và khi đó con người không thể tác động được, con người không thể tự mà tìm, như tôi vừa nêu ví dụ 500 người cùng vào một cái Zalo để mà tìm hàng cho doanh nghiệp của mình, thì như vậy nó không thể đáp ứng yêu cầu được nữa. Và một điểm lưu ý nữa là cần phải có kế hoạch dài hạn và lựa chọn nhà cung cấp phù hợp. Vấn đề này có diễn giả đã trình bày rõ ràng nhà cung cấp phù hợp đây, vì cái chuỗi của chúng ta sau này, chuỗi cung ứng dịch vụ logistics sẽ làm với, trong trường hợp này là chúng ta làm với thị trường châu Âu, thì rõ ràng là phải cần một nhà cung cấp phù hợp, vì sau này tất cả các dịch vụ này khi mà yêu cầu về vận chuyển, yêu cầu về dịch vụ thì đều đưa vào trong quá trình chuyển đổi số, thì làm sao từ Việt Nam đến châu Âu tất cả các nước trong cái nội bộ, trong cái hoạt động với nhau, các doanh nghiệp đều phải có một chuẩn chung, và cái hệ thống này phải sử dụng một cái số liệu chung và hệ thống liên hoàn thì mới có thể giúp cho chúng ta có được dịch vụ tốt. Và một điểm lưu ý nữa là không có một mô hình nào chung cho mọi doanh nghiệp. Có một số doanh nghiệp chúng tôi tiếp cận thì họ nói họ cứ nghĩ rằng là sau này có một mô hình chung, tức là làm ra một cái mô hình như vậy thì tất cả theo, thì cái này không phải, hoàn toàn không phải như vậy. Và cái mô hình này thì chúng ta thấy rằng là ví dụ như là doanh nghiệp mà làm về dịch vụ chuyển phát nhanh, thì tôi quay lại trường hợp mà chuyển phát nhanh trước đây và hiện nay. Trước đây thì chúng ta chuyển phát nhanh thì chúng ta gửi vào cái khâu khi mà cái hàng hóa của chúng ta đang ở đâu, chúng ta không biết, chúng ta phải hỏi qua điện thoại và người ta cũng hỏi một cách thủ công như vậy và không chắc chắn. Còn hiện nay là thời gian thực, cái hàng hóa chúng ta đang trên đường vận chuyển nó ở chỗ nào thì nó người ta sẽ trả lời ngay. Và một điểm nữa, khi mà gửi chuyển phát nhanh hiện nay là một trong chuỗi của dịch vụ logistics, thì chúng ta thấy là người ta có thể nhắn tin hoặc người ta thông báo ngay cho chúng ta là thời gian nào chúng ta có thể nhận được hoặc đã gửi tra vào cái mạng nào
thì có thể biết được cái hàng hóa của chúng ta. Và hiện nay thì phải nói một thực tế là cái do doanh nghiệp của chúng ta là rất khó khăn về tài chính và phần lớn là doanh nghiệp nhỏ và vừa, cho nên chúng ta cũng phải ưu tiên một cái mô hình nào nó phù hợp nhất, vì còn phải sống, phải làm sao để doanh nghiệp tồn tại, cho nên là cái cần phải tìm được những chuyên gia hoặc những cái công ty mà họ làm về chuyển đổi số này phù hợp để mà có được cái mô hình trước mắt đối với công ty có thể là tồn tại, rồi sau đó phát triển dần dần từng bước. Và cái mô hình này ưu tiên cho doanh nghiệp nào, trong một doanh nghiệp ưu tiên cho cái phần nào thì hoàn toàn là do doanh nghiệp phải tự suy nghĩ và tìm đến các chuyên gia về luật pháp, các chuyên gia về chuyển đổi số để có được một cái hình thức tối ưu cho doanh nghiệp mình. Một điểm nữa là liên kết doanh nghiệp. Phần này thì tôi nêu để quý vị và các bạn thấy một điểm hiện nay là việc mà nhiều hội viên ở trong một doanh nghiệp liên kết với nhau về một vấn đề nào đó để giải quyết thì theo nhận xét của chúng tôi là còn yếu, tức là cái tính liên kết. Thế thì khi mà chuyển đổi số, trong quá trình chuyển đổi số này thì cái việc liên kết doanh nghiệp với nhau để làm thông qua hiệp hội lại càng trở nên quan trọng, ở chỗ là khi nhiều doanh nghiệp có cùng chung một yêu cầu hoặc yêu cầu có khác nhau, sau khi được chuyên gia chuyển đổi số và xác định cái cách tiến hành từng bước một như thế nào thì nên liên kết và doanh nghiệp với nhau và dựa vào hiệp hội để cùng bổ sung một phần một yêu cầu, để khi đó thuê một công ty dịch vụ họ làm thông qua doanh nghiệp, thì như vậy là một nhóm doanh nghiệp sẽ được hưởng giá dịch vụ cao hơn, được bảo hành tốt hơn, và đã có hiệp hội đứng ra phối hợp cùng làm với các doanh nghiệp thì như vậy là sẽ tốt hơn nhiều. Phần thứ ba tôi xin trình bày là phần một số rủi ro phát sinh khi thực hiện chuyển đổi số trong hoạt động logistics và phương thức giải quyết khi có tranh chấp phát sinh. Như chúng ta đã biết thì hiện nay văn bản giấy đang càng ngày càng bị thu hẹp, tức là có thể nói là sẽ đến một thời gian nữa thì văn bản giấy sẽ bị thay thế bởi các văn bản điện tử. Chính vì vậy thì nó cũng có những cái rủi ro nhất định trong quá trình mà chuyển đổi số qua từng bước mà thay chứng từ điện tử thay cho chứng từ giấy. Tôi xin nêu một vài việc cụ thể trong quá trình mà một số doanh nghiệp dịch vụ logistics gặp phải để các doanh nghiệp lưu ý. Đó là hiện nay một số chứng từ đã chuyển đổi số dần dần. Thứ nhất là vận đơn. Vận đơn thì chúng ta đã biết đó là một chứng từ quan trọng nhất trong về sở hữu hàng hóa, trong vận chuyển, rồi trong thương mại, trong bảo hiểm, trong mua bán hàng hóa quốc tế. Thế và khi nhận hàng thì sau khi làm mọi thủ tục và nộp vận đơn thì có một cái chứng từ gọi là chứng từ lệnh giao hàng. Và như vậy là trước đây thì người ta mang cái lệnh giao hàng giấy đến văn phòng của đại lý của hãng tàu để đổi, mang cái vận đơn đó để đổi lấy cái lệnh giao hàng giấy. Nhưng hiện nay thì có thể là qua nhiều dịch vụ, có thể qua nhiều doanh nghiệp cùng làm, thì cái bản lệnh giao hàng đó người ta đã dùng cái bản bằng điện tử. Thì như vậy là nó xảy ra cái việc là rất có thể cái bản mà lệnh giao hàng đó nó bị làm giả, hoặc là nó một cái đơn vị khác người ta cũng có thể có một cái bản đó thì sao. Cho nên về cái vấn đề mà lệnh giao hàng này thì chúng tôi xin lưu ý là các doanh nghiệp cần phải khi mà chuyển cái lệnh giao hàng này thì cần phải có một cái thỏa thuận trước với cái đơn vị nhận rằng là cái bản điện tử này nó sẽ thay cho bản giấy. Và một cái điểm nữa là để cho nó an toàn hơn thì chúng ta cần lưu ý cái khoảng thời gian giao dịch. Ví dụ như khi mà từ đơn vị chuyển cái lệnh giao hàng cho cái người tiếp nhận thứ hai, có thể chưa phải là người nhận mà lại chuyển tiếp cho một cái người thứ tiếp theo nữa là cái người nhận cuối cùng, thì giữa các đơn vị đó phải có thỏa thuận với nhau. Tôi lấy ví dụ một cách đơn giản nhất thì chúng ta có thể tạo ra khung giờ để kiểm tra. Ví dụ chúng ta chuyển xong thì chúng ta có thể xác nhận bằng điện thoại hoặc là xác nhận bằng cái email quay trở lại.
một cái hình thức điện tử khác để nói rằng là đã nhận được an toàn cái vận đơn hay cái lệnh giao hàng đó. Và một cái điểm lưu ý nữa thì chúng ta thấy là đề phòng cái việc gian lận đó thì chúng ta cũng phải nắm rõ các cái quy định về giao dịch điện tử để thấy rằng là giao dịch điện tử hiện nay như các diễn giả trước đã trình bày thì đã có luật pháp, có các cái cơ sở để chúng ta tiếp cận và chúng ta thông báo với khách hàng là cái cơ sở chúng ta áp dụng các cái luật văn bản luật pháp như thế nào. Về ký kết hợp đồng, chúng ta cần lưu ý là phải xác định được giá trị pháp lý của bản điện tử coi như bản giấy. Và cái này nhiều khi là quá trình mà để xác định cái đó thì nếu mà làm mà bằng nhiều cái hình thức khác có thể có, nhưng mà một cách đơn giản nhất là nhiều doanh nghiệp đã ghi rõ lên trên văn bản đó là những cái chứng từ điện tử như là hoặc là những cái bản fax thì đều có giá trị như bản giấy. Và tôi xin nêu một cái trường hợp ở đây, có lẽ là một số doanh nghiệp cũng chưa gặp, nhưng mà một trường hợp chúng tôi đã gặp đó là khi giao dịch qua giao dịch điện tử, một doanh nghiệp đã thuê vận chuyển rồi đã mua hàng của nước ngoài. Doanh nghiệp này là vừa xuất nhập khẩu mà vừa có phương tiện vận chuyển là tàu biển, thì giao dịch qua thư điện tử nhưng mà dùng thư điện tử công cộng. Và khi mà chuyển tiền đi thì doanh nghiệp này đã bị bên kia người ta không trả lại tiền, không những không trả tiền và người ta vẫn cứ hứa hẹn bình thường là sẽ cung cấp và con tàu vẫn sang bên đó để nhận hàng nhưng mà không có hàng, chưa có hàng, tàu vẫn nằm chờ. Và một điểm lưu ý ở đây chúng ta thấy là khi mà tôi được mời đi cùng sang bên đó để giải quyết vấn đề này cùng với đi tìm cái doanh nghiệp đó thì tôi mới phát hiện ra một vấn đề là khi mà cảnh sát bên đó, bên Malaysia họ có, chúng tôi có đến trao đổi cái việc này. Và cái người ta dùng cái điện thoại di động, cái người mà công ty người ta làm với công ty Việt Nam đó, họ chỉ dùng một cái điện thoại di động để người ta giao dịch và người ta không dùng điện thoại bàn. Thế và cái số điện thoại di động đó thì bao giờ khi mình gọi cho họ thì người ta đều tắt đi và gọi lại. Thế và doanh nghiệp Việt Nam rất tin tưởng cái việc đó là cái số di động nó phải có một cái người đăng ký là ai đó. Thế nhưng mà thực tế khi mà chúng tôi trình bày việc này với cảnh sát Malaysia và lúc đó viên cảnh sát vẫn nói chuyện được với cái người mà sau này chúng tôi gọi là cái người lừa đảo đó, thì mới phát hiện ra một vấn đề là cái số ở trên đó, ở trên cái điện thoại di động mà cảnh sát đã xem và chúng tôi đưa cái điện số đó, cái điện thoại đó cho cảnh sát trao đổi, thì cảnh sát nói rằng là hiện nay cái công nghệ mà về điện thoại di động này nó phát triển đến mức mà cảnh sát họ cũng không biết được là cái số điện thoại đó là nó xuất phát gọi đi từ đâu, xuất phát gọi không, họ cũng không khẳng định được là ở nước nào nữa và cái con số nó không đầy đủ. Thế thì đây là một cái điểm lưu ý là nếu mà chúng ta trong quá trình làm việc và chúng ta có gọi sử dụng cái máy bàn và có gọi cái máy bàn một lần để thử kiểm tra thì rõ ràng cái máy điện thoại bàn thì nó có ở cái nước nào, ở các nước thì họ đều có cái đăng ký cái số đó cả, thì ít ra chúng ta còn biết. Còn trong cái vụ việc mà tôi vừa nêu đây thì nó còn liên quan đến việc là khi mà do không kiểm tra cho nên là cái về pháp lý về hợp đồng người ta cũng làm giả cái hợp đồng và khi đến nơi kiểm tra thì cái doanh nghiệp đó cái trụ sở cũng không có, cái địa điểm cũng không phải, thế mà hoàn toàn họ làm giả cái hợp đồng. Và khi kiểm tra như một số chuyên gia đã nói là khi chọn các cái thương nhân đấy thì cũng chưa kiểm tra kỹ và các điều kiện kiểm tra của chúng ta là có thể qua thương vụ đại sứ quán có thể giúp tại địa phương kiểm tra nhưng mà cũng không kiểm tra kỹ, cho nên cái vụ việc đó kết thúc là khi mà cảnh sát kiểm tra thì người ta đã rút tiền gần hết ra khỏi tài khoản, chỉ để còn lại có vài trăm đô la. Và một điểm nữa trong cái vụ này thì tôi thấy doanh nghiệp cũng lưu ý là khi mà giao dịch làm hợp đồng thì cũng không nên là bỏ trống một cái điều khoản trong hợp đồng, tức là điều khoản quy định về giao dịch ở trong đó là giao dịch qua cái thư điện tử nào. Mà cái thư điện tử đó là nên là phải có thư điện tử của công ty, tức là có cái nơi mà ví dụ như là cái mã đó là của nước nào, cái tên miền ở đâu, chứ tránh hạn chế dùng cái thư điện tử công cộng. Và một điểm nữa là đối với cái việc lừa đảo này thì khi sử dụng, khi kiểm tra các hồ sơ của công ty thì cũng bỏ qua tất cả những cái
giao dịch những cái yêu cầu về kiểm tra, ví dụ như không có một cái bản đăng ký kinh doanh của họ. Và cái bản đăng ký kinh doanh của họ thì nhiều khi thì có doanh nghiệp nói với chúng tôi rằng là cũng ngại khi mà kinh doanh với họ, nói rằng họ phải gửi cái bản đăng ký kinh doanh. Thì tôi cho rằng cái việc này đây là một cái điểm sơ suất, và vì chúng ta làm ăn trung thực, chúng ta không ngại cái việc là chúng ta chuyển cho họ xem cái bản giấy đăng ký doanh nghiệp của chúng ta trước, và chúng ta yêu cầu với họ rằng là cũng phải như vậy. Và ở thực qua tranh chấp ở thực tiễn ở Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam thì tôi cũng đã trực tiếp có tham gia một vụ về cái việc mà giá trị pháp lý của cái tranh chấp. Thì có một điểm lưu ý là chúng tôi có nêu với yêu cầu các bên là chứng minh là giao dịch điện tử đó nó phải còn có thể, tôi gọi đơn giản là còn có thể truy xuất, còn có thể xem được. Tức là yêu cầu là cái thư điện tử đó hay những cái xác nhận đó, cái giao dịch đó nó phải còn phải nằm ở trên máy tính hoặc trên một cái công cụ mà chúng ta có thể truy xuất, có thể xem được. Thì cái này các doanh nghiệp lưu ý là nếu chúng ta in ra và chúng ta không lưu nữa thì như vậy là cái bản đó nó không còn cái giá trị nữa. Và như vậy là chúng ta lưu ý là nếu mà có vấn đề gì mà liên quan đến thương mại điện tử thì chúng ta xem cái luật giao dịch điện tử, và cụ thể nó xảy ra trong thực tế đối với các doanh nghiệp thì chúng ta thấy cái lưu ý của cái giá trị pháp lý. Vì nếu mà các cái bức thư đó, những cái bức thư điện tử mà chúng ta không lưu được lại thì khi đó cái bằng chứng nó không có. Và một điểm nữa cũng như diễn giả trước đã nêu về cái việc mà chứng cứ, thì đây nó là một cái chứng cứ có giá trị và có giá trị pháp lý, với điều kiện là nó còn có thể là xem được đầy đủ của bản đó. Thì chúng ta lưu ý cái việc mà tạo giữ được cái chứng cứ đó. Và tranh chấp thì có một cái vụ việc khác tôi cũng nêu ở đây về cái tranh chấp, thì cái chuyển tiền mà chuyển tiền nhầm, do đây là một cái vụ việc mà đã làm với nhau một thời gian dài, thì sau đó thì một bên nói rằng là muốn chuyển tiền sang một cái tài khoản khác vì đang bị kiểm toán. Thì vì làm qua nhiều lần rồi, làm với nhau lâu rồi, thì cái bức thư điện tử đó nó trông hoàn toàn là giống nhau về cách viết, cứ định kỳ đến thì lại nhận được một cái bức thư đó, thì bên này lại chuyển tiền. Thì đến một lần thì một bên nói rằng là do bị kiểm toán cho nên cần thay đổi, thì bên kia thấy là do quá nhiều lần làm và bên kia thanh toán đúng kỳ hạn cho nên chuyển cái khoản tiền đi. Và sau đó thì trường hợp này là bị những cái kẻ lừa đảo nó làm giả. Thì về cái thư điện tử mà có giả hay không thì hiện nay thì chúng tôi không rõ được là có thể làm giả, nhưng mà một số chuyên gia về công nghệ thông tin nói rằng là người ta dựa vào một số cái điểm mà nó có thể khác nhau, mình không để ý. Còn giả hoàn toàn thì hiện nay chúng tôi cũng không rõ. Thế cho nên là cái này là mà chúng ta lưu ý là cách giải quyết là khi mà gặp một yêu cầu thay đổi như vậy thì chúng ta không được trả lời vào cái thư đó, không thể trả lời reply lại ngay, trả lời ngay cái thư đó, vì đầu bên kia người ta vẫn đang chờ sẵn. Thì chúng ta phải gọi điện thoại cho cái bên mà đã có cái giao dịch đó, hoặc là dùng một cái thư điện tử khác để hỏi. Và khi hỏi thì cái việc thay đổi đó phải nêu rõ là thay đổi việc gì. Tại vì đề phòng trong quá trình thay đổi thì lại có một thay đổi khác, cho nên phải có phải là hỏi rõ là có phải là thay đổi mà muốn thay đổi để chuyển đến tài khoản khác không, và đề nghị xác nhận. Thì đấy là một cách để mà chúng ta loại trừ được cái việc mà bị lừa. Bất kỳ một thay đổi nào thì đều phải hỏi lại. Và chúng ta lưu ý là như tôi vừa nêu là không được hỏi lại bằng chính cái thư điện tử mà người ta vừa đánh đến. Và một rủi ro nữa chúng tôi thấy là ở trong hoạt động dịch vụ logistics, đây cũng cái việc này nó cũng xảy ra tại Trung tâm Trọng tài, phải đưa ra kiện tại Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam. Và cái rủi ro này là giữa cái mua phần mềm hay là có lắp đặt, có kết hợp kết nối, vì cái vụ này xảy ra mà phải đưa ra giải quyết tại VIAC, là một bên nói rằng là cái việc mua của chúng tôi là có bao gồm cả cái việc mà phải kết nối, vì sau khi bên này mua về thì tự mình lắp không lắp được. Còn bên kia người ta chứng minh là không, tôi chỉ bán phần mềm. Và chúng ta thấy chuyển đổi số này là một quá trình phải nói là nó có một cái trình độ
tôi nghĩ là không không thể mà đơn giản các doanh nghiệp có thể tự làm hoặc thuê hoặc tự các cái chuyên gia mà có chưa đủ trình độ có thể kết nối được, cho nên là phải lưu ý là cái tranh chấp là xác định rõ là cái phần mềm này chúng ta làm mua riêng về để tự lắp hay là có thuê người ta cùng kết nối, và cái phạm vi kết nối là kết nối những cái gì đến đâu trong trong cả cái chuỗi mà trong chuyển đổi số thì cái phần kết nối đến đến những phần nào, để chúng ta lưu ý cái đó. Và một rủi ro nữa là rủi ro về tài chính. Thực ra là khi có những doanh nghiệp rất là muốn làm nó thật là đầy đủ, nhưng mà nó có một cái vướng về mặt tài chính, cho nên cũng phải đưa ra một cái mức nào đó mà chúng ta thấy có thể là lường trước cái khả năng tài chính, để tránh chúng ta làm nửa chừng chưa xong thì nó có thể là ảnh hưởng đến cái phần tài chính. Và một số rủi ro khác như rủi ro nguồn gốc thiết bị nơi sản xuất, rồi rủi ro về đóng góp tài chính trong chuỗi, thì đây là những cái rủi ro mà chúng ta phải phân định rõ để bảo đảm cái việc mà nó trong quá trình chuyển đổi số nó hạn chế đến mức thấp nhất. Và khi mà xảy ra tổn thất rồi, xảy ra tranh chấp rồi thì chúng ta có một số cách giải quyết như sau. Thứ nhất là chúng ta thương lượng. Và thương lượng thì giữa hai bên làm trực tiếp với nhau thì cái này nó cũng khó, vì thực ra là trong quá trình vướng mắc thì hai bên cũng đã trao đổi rồi, thương lượng cũng không đạt được. Và cái trường hợp tiếp theo là hòa giải, thì tôi cho rằng đây là một cái phương pháp mà rất là có tác dụng rất tốt cho doanh nghiệp hiện nay. Và thực tế thì tôi đã tiến hành hòa giải từ xa cho doanh nghiệp thì thấy rằng là hiệu quả các bên đạt được, hai bên đã chấp nhận được cái yêu cầu, cái thỏa thuận với nhau. Và hòa giải này chúng ta có những trung tâm, ví dụ như trung tâm hòa giải Việt Nam VMC thuộc Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam vừa rồi cũng đã hòa giải thành công một số vụ. Và đây là một cái hình thức mà tôi cho rằng các doanh nghiệp nên tham khảo và nên thực hiện, cố gắng thực hiện, vì đây nó tạo ra một cái cách giải quyết mà không có cái bên nào, không có cái kết luận là bên nào thua hay bên nào thắng cả, mà hai bên đều là, có thể nói là hai bên đều đạt được kết quả và đều thắng. Cho nên là đây là một cái phương pháp tôi cho rằng là dần dần sẽ được nhiều doanh nghiệp nghiên cứu để áp dụng. Rồi về một phương pháp nữa là trọng tài. Phương pháp này cũng là rất phổ biến, càng ngày càng phổ biến. Và cái ưu điểm của trọng tài và qua một số vụ việc có liên quan đến dịch vụ logistics thì chúng tôi thấy rằng là hầu hết các doanh nghiệp, ngay cả Việt Nam với nhau cũng đều làm bằng tiếng Anh luôn, cho nó đơn giản và dễ hiểu. Nhưng mà nếu mà tranh chấp mà đưa ra trọng tài thì không cần phải dịch nếu nó là tiếng Anh. Nhưng mà nếu mà đưa ra tòa thì lại phải dịch. Cho nên là chúng ta lưu ý là cái phương pháp mà giải quyết tranh chấp bằng trọng tài đó, thì nó có một số cái điểm mà nó thích hợp. Và hiện nay nhiều doanh nghiệp dịch vụ logistics Việt Nam đã có điều khoản nêu rõ trong giao dịch của mình là đưa ra Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam để giải quyết. Cho nên là họ không cần phải thỏa thuận về cái việc giải quyết tranh chấp ở đâu nữa. Và cái đó là mặc nhiên. Và một điểm nữa là nếu là một cách giải quyết là qua tòa án thì chúng ta biết rồi, thì qua tòa án thì có thể là phải thời gian thì có thể dài hơn, tại vì là người ta phải qua có thể là sơ thẩm, phúc thẩm rồi là thêm nữa. Thì mỗi một hình thức nó có một cái ưu điểm, có một cái nhược điểm để chúng ta lựa chọn, để làm sao mà có bốn hình thức như vậy: thương lượng, hòa giải, trọng tài, tòa án. Thì qua thực tế chúng tôi thấy có một số vấn đề như nêu trên, và chúng tôi muốn trao đổi với quý vị và với các doanh nghiệp để làm sao trong quá trình chuyển đổi số này chúng ta làm từng bước phù hợp và đạt được kết quả tốt nhất. Tôi xin trân trọng cảm ơn ban tổ chức, xin trân trọng cảm ơn các diễn giả và các quý vị đã lắng nghe bài trình bày của tôi. Tôi xin hết tại đây. Cảm ơn phần trình bày của luật sư Ngô Khắc Lễ đã cung cấp những cái thực trạng về chuyển đổi số trong ngành dịch vụ logistics là một ngành rất là quan trọng trong cái chuỗi cung ứng của doanh nghiệp Việt Nam, bao gồm cả doanh nghiệp xuất khẩu và nhập khẩu, cũng như luật sư Ngô Khắc Lễ cũng đưa ra những cái phân tích những cái rủi ro pháp lý
những cái kinh nghiệm từ với tư cách là trọng tài viên của trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam, và cũng cung cấp những cái phương thức giải quyết tranh chấp hiệu quả. Thì sau đây thì kết thúc phần chia sẻ của các diễn giả, thì chúng tôi xin chuyển sang phần thảo luận và hỏi đáp. Thì ban tổ chức đã nhận được rất nhiều câu hỏi từ phía quý vị đại biểu, thì tôi xin phép và cũng đã chuyển các câu hỏi cho các diễn giả ngày hôm nay. Thì có lẽ thì đầu tiên thì xin mời đại diện từ trung tâm trọng từ trung tâm xúc tiến thương mại đầu tư thành phố Hồ Chí Minh ITBC là anh Phú Lữ ạ. Thì có một câu hỏi thì dành cho anh Phú Lữ, đó là doanh nghiệp của tôi là doanh nghiệp vừa và nhỏ so với các doanh nghiệp lớn, thì không đủ cơ sở hạ tầng như các chuyên gia nói để chuyển đổi số. Vậy chúng tôi có nên chuyển đổi hay không? Và nếu cần thì phải tập trung vào phần nào? Vì hiện tại kinh phí của doanh nghiệp thì không cho phép chúng tôi chuyển đổi toàn bộ. Thì xin mời anh Lữ có thể trả lời câu hỏi này được không ạ? Và sau đó thì có phần bổ sung của trọng tài viên Nguyễn Tấn Hoa có thể là chia sẻ thêm về cái kinh nghiệm công nghệ thông tin của mình. Cảm ơn anh Bắc. Theo tôi thì đối với doanh nghiệp thì có lẽ không phải là chỉ doanh nghiệp lớn, mà doanh nghiệp vừa và nhỏ thì cũng cần quan tâm đầu tư để chuyển đổi số. Bởi vì cái lợi ích mang lại không chỉ trước mắt mà lâu dài. Nếu doanh nghiệp của mình mà không tập trung các cái bước xây dựng cái lộ trình nó phù hợp với cái quy mô sản xuất, với cái định hướng chiến lược phát triển của mình đó, thì sẽ không nắm bắt được cái cơ hội từ cái EVFTA. Cho nên quan điểm cá nhân tôi thì có lẽ là chúng ta doanh nghiệp nhỏ và vừa cũng cần thiết quan tâm cái chuyển đổi số. Và có thể nếu chúng ta áp dụng cái hình thức liên kết giống như các cái diễn giả khác đã có nêu, để chúng ta phát huy cái trong cái quan hệ liên kết của các cái doanh nghiệp ở các cái khâu, thì tôi cho rằng vẫn có thể là trên cái nền tảng như vậy thì để giúp cho doanh nghiệp chúng ta từng bước tiếp cận và sau này khai thác từ cái việc chuyển đổi số thông qua các cái giải pháp mà hiện nay tôi cho rằng những cái doanh nghiệp mà chuyên cung cấp các giải pháp về chuyển đổi số cũng rất là nhiều, thì tôi nghĩ rằng là doanh nghiệp nhỏ và vừa thì cũng có thể tiếp cận được. Dạ, cảm ơn phần chia sẻ của anh Lữ. Thì tiếp theo thì chắc là xin mời tiến sĩ Nguyễn Tấn Hoàng có thể bổ sung thêm. Tôi thấy cái câu hỏi này là doanh nghiệp có đặt vấn đề là tôi là doanh nghiệp vừa và nhỏ thì có cần phải chuyển đổi số không, và chuyển đổi bắt đầu từ đâu. Thì tôi thấy là cái câu hỏi này rất là hay, và chắc là nhiều doanh nghiệp đặt câu hỏi này. Thì có thể nói thế này, chuyển đổi số là một quá trình tất yếu, có nghĩa là không làm được hoặc là không một doanh nghiệp nào không làm. Nếu không làm ấy thì tụt hậu và bị loại khỏi cuộc chơi, có nghĩa là không còn cái doanh nghiệp đấy nữa trong cái cuộc chuyển đổi này của cả thế giới, không phải của chỉ riêng Việt Nam. Thế nhưng mà chuyển đổi như thế nào thì đấy là cái mà chúng ta nên quan tâm. Chuyển đổi thế nào thì bắt đầu doanh nghiệp nên bắt đầu từ việc là tiếp cận dần và làm quen cũng như thực thi dần những cái hoạt động trên nền tảng số. Ví dụ như các chuyên gia cũng đã đề cập, đó là thực hiện các hợp đồng số, là khai báo số, ví dụ khai báo hải quan, khai báo thuế, nộp thuế, tất cả nó trên online, thì đấy đã bắt đầu là tiếp cận chuyển đổi số rồi. Đó là những bước để đi tiếp cận chuyển đổi số. Tiếp đến nữa là phấn đấu để đi đến mức là mọi hoạt động trong doanh nghiệp của mình chuyển sang trên nền tảng số. Ví dụ kể cả giao việc, kể cả quyết định đầu tư, quyết định này quyết định khác đều trên nền tảng số, có nghĩa là trên hệ thống máy tính chứ không phải là trên giấy như trước đây. Thì đấy là cái một cách tiếp cận thứ nhất. Cái điều thứ hai là này, các doanh nghiệp cho dù là vừa và nhỏ thì cũng nên tiếp cận dần với những cái phần mềm số mới. Ví dụ
Trong cái kỷ nguyên số ấy, thì người ta không áp dụng những cái phần mềm cũ, các phần mềm mà chúng ta đang rất là quen, ví dụ phần mềm kế toán, phần mềm quản lý nhân sự, phần mềm quản lý kho, vân 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 vân, quản lý khách hàng, quản lý hậu mãi, tất cả những cái phần mềm đấy đó là của cái giai đoạn điện tử hóa, đó là cái giai đoạn trước mà bây giờ chúng ta rất quen, thậm chí là con người nơi còn đang làm. Thế thì những phần mềm đấy nó sẽ được thay thế bởi những phần mềm người ta gọi là phần mềm số. Đó là khi mà sang phần mềm số thì công tác thống kê kế toán, mọi công hoạt động trong doanh nghiệp nó sẽ được giải quyết chung trong một cái nền tảng số. Nó hơi đặc biệt thế này là các doanh nghiệp mà bây giờ mình đang tổ chức ấy, thì mình có bộ phận kế toán, bộ phận các cái bộ phận nhân sự, tiền lương, các bộ phận quản lý này quản lý khác. Nhưng trong tương lai, người ta nói tương lai mà cái chuyển đổi số nó hướng đến ấy, là có những cái việc mà người ta đã chứng minh, ví dụ khi mà chuyển đổi số thành công thì 93% công việc của kế toán sẽ do máy thực hiện. Có nghĩa là việc kế toán chỉ còn 7% thôi. Cũng khoảng tỷ lệ đấy của công tác kiểm toán. Khoảng chừng 85% công tác thiết kế là máy đảm nhiệm, chỉ còn có 15% là con người thôi. Thế thì những cái phần mềm đó nó mang lại cho doanh nghiệp ngay lập tức lợi ích, bởi vì mình sẽ giảm thiểu được những cái chi phí cho việc đông nhân sự mà các nhân sự đấy lại rời rạc. Trong khi mình sẽ có một cái phần mềm, sẽ có một hệ thống tạm gọi là phần mềm, người ta vẫn đang băn khoăn giữa sử dụng nó là phần mềm hay là sử dụng là công cụ hay nền tảng số hay là công nghệ số. Nhưng nó là một cái hệ thống để hỗ trợ cho doanh nghiệp một cách toàn diện. Đấy là cái cách mà doanh nghiệp nên tiếp cận. Thế thì nhân tiện thì tôi trả lời luôn một số câu hỏi đang cũng hỏi tôi là có một câu hỏi nữa mà dấu hiệu nào cho thấy doanh nghiệp cần chuyển đổi số thì không có dấu hiệu nào hết, bởi vì doanh nghiệp nào cũng cần phải chuyển đổi số. Còn nếu như là phải nhìn thấy là ông này có dấu hiệu phải chuyển đổi, anh kia chưa cần phải chuyển đổi thì không phải, bởi vì chuyển đổi số nó chuyển đổi đến từng cá nhân. Chúng ta đã thấy rồi, ngay cá nhân chúng ta đấy, mỗi con người chúng ta đang chuyển đổi số rất mạnh ở chỗ là ta thay đổi thói quen. Ta trước kia ta mua bán theo kiểu khác, ta đọc sách kiểu khác, ta thưởng thức kiểu khác. Bây giờ là tất cả ai cầm trên tay điện thoại mà đi ra đường hay là trong thang máy thì đều nhìn cái điện thoại, đều tra cứu, đều đọc một cái gì đấy để xem phim, để xem tin tức. Đấy là chúng ta đang chuyển đổi số đó, chuyển đổi số của từng cá nhân. Và cái quá trình này nó diễn ra một cách tự nhiên, nó là một quá trình khách quan. Doanh nghiệp cũng vậy, doanh nghiệp sẽ dần dần tiếp cận với chuyển đổi số, nhưng gọi là khi nào thì chuyển đổi số thành công thì nó lại gắn đến cái câu hỏi nữa là một cái câu hỏi cũng hỏi tôi gắn với vấn đề này là chúng ta bắt đầu từ đâu, chúng ta cái điểm xuất phát của chúng ta ở đâu và chúng ta phải làm như thế nào. Thì một cách chính thức ấy, một cách chính xác ấy, thì chúng ta nên hiểu thế này: cái chữ chuyển đổi số mà chúng ta dịch sang tiếng Việt thì nó có gốc tiếng Anh là digital transformation. Cái chữ này là nó dùng cho cái anh đã có số rồi chuyển sang một cái trạng thái số khác, còn chúng ta ấy là còn dưới cái mức đấy. Có nghĩa là thế này, nếu nói đúng theo cái ngôn từ chuyên môn ấy, thì chuyển đổi số là chuyển từ cuộc cách mạng lần thứ ba sang cuộc cách mạng lần thứ tư. Cuộc cách mạng lần thứ ba là cuộc cách mạng dựa trên tự động hóa. Có nghĩa anh nào đã hoàn thành tự động hóa rồi thì bây giờ chuyển sang cái người ta gọi là thông minh hóa. Chuyển đổi số chính là cái đó, là cái quá trình chuyển từ tự động hóa sang thông minh hóa. Thế còn chúng ta thì chúng ta đang ở đâu? Đại đa số doanh nghiệp ở Việt Nam đang ở đâu? Đang ở trước, trong cái cuộc cách mạng lần thứ ba. Ít doanh nghiệp đã hoàn thành cuộc cách mạng lần thứ ba. Chúng ta đang điện tử hóa nó, mà đang điện tử hóa nó, kể cả chính phủ điện tử, doanh nghiệp điện tử, thương mại điện tử thì đấy vẫn nằm trong cuộc cách mạng lần thứ ba, không phải cách mạng lần thứ tư. Cách mạng lần thứ tư là chính phủ số, là nền kinh tế số, là xã hội số, là khác nhau ở đẳng cấp khác, ở một cái tiến trình tiến bộ mới của nhân loại. Thế thì chúng ta đang ở vị trí thấp như vậy ấy, thì chúng ta phải đi từng bước. Và
khi nào thì chuyển đổi số thành công, chúng tôi tính, chúng tôi xác định phải vài chục năm, không phải nhanh đâu ạ. EU người ta bắt đầu từ năm 2000 và năm nay là 20 năm thì người ta đã xong đó, người ta đã chuyển đổi số thành công đó, mà người ta còn đi chậm hơn một số nước khác, ví dụ như Mỹ chẳng hạn, thì chuyển đổi số còn nhanh hơn là cộng đồng châu Âu. Thế thì chúng ta lại còn cách đây những 20 đến 25 năm, có nghĩa là thì không phải vì thế mà mình sẽ phải 40 năm nữa mình mới chuyển đổi số thành công, không có phải như vậy. Nhưng chúng ta phải nói rất thực tế là chúng ta có điểm xuất phát thấp, và không chỉ thấp về mặt số công nghệ, mà còn thấp ở những cái, không chỉ thấp về công nghệ số mà còn thấp ở các công nghệ khác nữa. Ví dụ như công nghệ tuần hoàn thì đại đa số doanh nghiệp Việt Nam đang làm kinh tế tuyến tính, không phải kinh tế tuần hoàn, mà kinh tế tuần hoàn nó có hàng loạt những công nghệ của tuần hoàn để vươn lên trở thành một cái một tầm vóc mới, một tầm vóc khác của doanh nghiệp, tuy là vẫn là một cái nền kinh tế điện tử chứ không phải kinh tế số. Thế thì đấy là cái mà chúng ta cần phải nhìn rõ. Thứ nhất là đây là quá trình tất yếu, không phải là anh này được làm, anh này nên làm, anh này không chưa làm, mà làm như thế nào thôi. Có nghĩa là tôi nghèo, tôi không có đủ lực để làm, thế thì làm ít thôi, làm những cái gì mà cần cho mình nhất và có sẵn rồi. Thí dụ như là diễn giả vừa nói là tôi dùng Zalo, tôi dùng các phương tiện đại chúng, tôi dùng Facebook để tôi quảng bá cái này, tôi quảng bá cái kia, đấy cũng bắt đầu chuyển đổi số đó. Nó chưa phải là tất cả, nhưng nó là khởi động cho một cái quá trình. Thì càng ngày càng xa. Và vấn đề với doanh nghiệp thì chúng tôi có một cái tham mưu, cũng như là các diễn giả khác đã nói, các doanh nghiệp cần tư vấn các chuyên gia, chứ tự mình nghĩ ra rất khó. Tại vì sao mình nghĩ khó? Bởi vì mình đang quen với một cái tư duy, từ hàng chục năm nay mình quen với một đếp tư duy, mình chưa bao giờ đến cái thế giới số đó, cho nên bây giờ mình nghĩ ra nó rất là khó. Nhưng mà nếu như mình có các chuyên gia, mình đã đưa ra một ví dụ rất cụ thể, thì mình sẽ bảo thế thì tôi sẽ bắt đầu từ đây. Ở Việt Nam không phải là chưa có doanh nghiệp số. Chúng ta nên hiểu doanh nghiệp số không phải là doanh nghiệp công nghệ thông tin làm ra sản phẩm số đâu, mà là doanh nghiệp biết ứng dụng công nghệ số vào công việc của mình thì gọi là doanh nghiệp số. Thế thì chúng ta đã có rồi chứ. Ví dụ như là Grab chẳng hạn, đấy là doanh nghiệp số. Ví dụ như các ngân hàng là họ ứng dụng fintech. Không còn ngân hàng nào không phải doanh nghiệp số, bởi vì không phải ngân hàng số thì không làm việc được, cũng giao dịch được với ai. Bây giờ chúng ta thấy hoặc là các hãng hàng không, đấy là doanh nghiệp số đấy, bởi vì bây giờ mua vé này, check in này, rồi mọi chuyện là đều online cả, và họ tiết kiệm được vô cùng nhiều tiền trong cái chuyện là không phải in vé máy bay, không phải tổ chức đại lý bán, không phải check in, và gần như là mà cái người hành khách họ cũng hài lòng, bởi vì tự họ làm đấy cả, họ rất là thoải mái, không phải xếp hàng quá là này để đi làm chuyện đó. Thế thì chính những cái hình ảnh đấy là những cái mà nó doanh nghiệp nên tiếp cận và nhìn thấy những cái lợi ích đó, bởi vì cái cuộc cách mạng này nó cuốn tất cả đi theo, chỉ có ai đi song song với nó hoặc ai đi tụt hậu thôi, không có trường hợp khác. Còn một câu hỏi nữa cũng gắn với tôi là câu hỏi về có một câu hỏi này rất hay, là của anh Lê Thanh Bình. Anh hỏi là chuyên gia nói là trong cái nền kinh tế số ấy, thì gắn giữa cái người sản xuất với cái người tiêu dùng. Thế thì vậy thì những cái anh ở giữa bây giờ ấy, thì họ làm gì? Ví dụ như là những anh làm trading, gọi là cái các agent, các dealer, là các cái trading, công ty trading là cái công ty trung gian hiện nay, các cái nhà môi giới, các cái công ty thương mại, tổ chức thương mại, các cái tổ chức đại lý, thì họ sẽ thế nào? Họ chỉ có hai con đường thôi, hoặc là tham gia vào một chuỗi giá trị. Họ chỉ có hai con đường, một là bị đào thải, hai là tự thích nghi, không có cách khác. Thế nếu giữ nguyên thì chắc chắn bị đào thải. Tự thích nghi thì có hai hướng tự thích nghi. Hướng thứ nhất là trở thành thành viên của một chuỗi liên kết nào đó, bởi vì anh sẽ có vai của anh,
Bởi vì anh đang làm cái việc hữu ích, anh đang việc là cái thứ nó cần, thế thì anh trở thành thành viên của một cái chuỗi. Thế thì trong đó thành viên của chuỗi giá trị thì cái chuỗi nó ngồi lại và chia sẻ giá trị với nhau, phù hợp thì ngồi trong chuỗi, không phù hợp thì anh lại bị đẩy ra. Đấy là một con đường. Con đường thứ hai là trở thành nhà tư vấn cho một chuỗi nào đó. Thế thì anh có nghề, anh biết làm. Thế mà cái chuỗi đấy đang thiếu cái đấy thì anh trở thành nhà tư vấn cho chuỗi đấy. Thế thì vậy thì lúc bây giờ anh không phải là trung gian nữa, mà anh lại là nhà cung cấp giải pháp, cung cấp tri thức cho cái hoạt động này. Đấy là cái câu hỏi tôi thấy là cũng rất là hay. Câu hỏi cuối cùng là khi một doanh nghiệp chuyển đổi số nhưng đối tác không chuyển đổi thì phải làm thế nào để đồng để cùng làm. À, lúc đấy có một câu hỏi nữa tôi xin nói luôn, không gọi lại quên. Có một câu hỏi là khi chuyển đổi số ấy, thì có những thách thức gì và có cơ hội gì? Cơ hội chúng ta không nói đến nữa, bởi vì cơ hội là vô cùng. Vì sau đó tiến đến đấy thì chắc chắn mở ra những cơ hội vô biên cho những ai đến được đấy. Chúng ta chỉ nói đến thách thức là có hai thách thức lớn. Cái thách thức lớn nhất là vượt qua chính mình, bởi vì mình quá quen với cái cũ, bây giờ sang cái mới thì phải vượt qua chính mình, có nghĩa là mình phải nhận ra những cái gì mà nó sẽ mang lại lợi ích cho mình để mình chuyển đổi. Chúng tôi thảo luận nhiều với nhau và chúng tôi nhận thấy này, chính doanh nghiệp là người dễ chuyển đổi số nhất, bởi vì khi chuyển đổi số mang lại lợi cho doanh nghiệp thì doanh nghiệp đi theo ngay. Nếu như là trong tầm tay có cái gì đấy không cần đầu tư nhiều lắm nhưng đã có sự chuyển đổi, đã có lợi rồi, chắc chắn doanh nghiệp làm. Cái nơi chuyển đổi số khó ấy, lại là nhà nước, lại các cơ quan nhà nước là chuyển đổi số khó, bởi vì thì các cái cơ quan nhà nước đều phải căn cứ luật này, căn cứ cái này, căn cứ cái kia. Thế khi chuyển đổi số và các căn cứ kia nó chưa kịp ấy, nó chưa kịp chuyển đổi ấy, thì chính là họ sẽ đi chậm hơn doanh nghiệp sẽ đi nhanh hơn. Còn một thách thức nữa đối với doanh nghiệp này chính là cái khung pháp lý chạy không kịp. Khi mà chúng ta thực hiện giao dịch số, chuyển đổi số thì hàng loạt cái mới nó thay đổi, hàng loạt cái mới nó khác với trước đây, và doanh nghiệp rất muốn làm bởi vì lý do là cái này lợi hơn. Khi doanh nghiệp vào cuộc thì lại phải xem cái hành lang pháp lý cho mình làm chuyện đấy không, và vì cái hành lang pháp lý cũ ấy, thì lại không làm được. Vì thế cho nên là mới có một cái nghiên cứu về những cái thay đổi chính sách để thúc đẩy chuyển đổi số. Và trong chương trình chuyển đổi số quốc gia mà chính phủ ban hành ngày 3 tháng 6 vừa rồi ấy, có một cái câu mà tôi thấy rất là dũng cảm, đó là chấp nhận thay đổi thể chế để chuyển đổi số. Trong đấy có cái câu chính thức như thế. Thế có nghĩa là mà anh Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng ấy còn nói là dám làm và dám thí điểm cái mới. Thì có nghĩa là khi mà chính sách có thể chỗ này còn chưa có, nhưng vì cái mới thì sẵn sàng chấp nhận để thử nghiệm. Tôi thấy đấy là các thách thức. Tuy nhiên thách thức lớn nhất vẫn là ở trong lòng doanh nghiệp. Nếu doanh nghiệp nhận thấy là chuyển đổi số này mang lại lợi ích cho mình làm ngay, thì cái gì làm được thì làm trước, không phải là cứ phải có nhiều tiền mà có mặt. Bởi vì đến từng cá nhân người ta chuyển đổi được, chỉ cần một cái điện thoại di động này là bắt đầu chuyển đổi rồi, thế thì doanh nghiệp cũng nhiều cơ hội lắm. Đấy là tôi thấy xin được trả lời mấy các cái hỏi như thế. Còn nếu mình chuyển đổi mà đối tác không chuyển đổi thì sao? Nhanh chóng tìm đối tác khác và hối thúc họ, nếu anh còn muốn làm với tôi thì cần nguồn chuyển đổi. Giống như cộng đồng châu Âu, họ làm việc với mình mà không chuyển đổi, mà không nói cùng ngôn ngữ với họ, không làm, đã làm ăn với nhau thì phải nói cùng ngôn ngữ, mà không nói cùng ngôn ngữ thì mình không làm ăn được. Thế thôi, cho nên mình phải chuyển đổi, chứ không phải là vì anh kia chuyển đổi rồi xong anh bảo anh này chưa chuyển đổi thì làm thế nào, thì tôi bắt anh chuyển đổi, tôi thúc anh chuyển đổi, và nếu anh không chuyển đổi thì tôi làm với người đã chuyển đổi. Thì cái câu đó là cái câu trả lời. Tôi xem còn cái câu nào nữa không. Vâng, thế thì xin được chuyển sang những vấn đề khác. Xin cảm ơn chia sẻ của anh Phú Lữ và chị Nguyễn Tấn Hoa về những cái vấn đề liên quan đến những vấn đề chung, và cũng như đi rất là sâu vào những cái vấn đề liên quan đến công nghệ số. Thì
Tiếp theo thì có lẽ một số cái câu hỏi thì chúng tôi cũng nhận được liên quan đến ngành logistics và những cái vấn đề liên quan đến pháp lý, thì chúng tôi cũng đã chuyển kịp thời cái câu hỏi này cho luật sư Ngô Khắc Lễ. Thì xin mời luật sư Ngô Khắc Lễ có thể trực tiếp nêu câu hỏi và cũng như là trả lời trực tiếp cái câu hỏi đó cho quý vị khán giả. Vâng, cảm ơn anh Bắc. Tôi nhận được câu hỏi là chứng từ điện tử, lệnh giao hàng điện tử tức là EDO có phải là có được pháp luật công nhận là văn bản hợp pháp hay không? Thì tôi trả lời luôn là có, vì như chúng ta đã biết theo luật giao dịch điện tử thì đây nó là một cái chứng từ điện tử với điều kiện là nó có thể truy xuất, có thể chúng ta làm nguyên trong tính toàn vẹn của nó là được. Và như vậy là câu thứ nhất. Câu thứ hai là hiện nay hoạt động logistics được khuyến khích là thực hiện theo chuỗi. Như vậy nếu khách hàng ký hợp đồng dịch vụ logistics với một đơn vị mà đơn vị đó liên kết để làm chung với các đơn vị khác, thì trong trường hợp phát sinh vấn đề từ một trong số những đơn vị liên kết trên gây thiệt hại cho khách hàng thì ai là người chịu trách nhiệm? Việc này có ảnh hưởng gì đến việc liên kết giữa các đơn vị logistics hay không? Câu hỏi này thì tôi xin trả lời. Thứ nhất là trong một chuỗi, chúng ta tưởng tượng như có nhiều cái mắt xích đó, thì chúng ta phải xác định rõ là chúng ta ở mắt xích nào và chúng ta quan hệ với mắt xích nào. Thì ví dụ chúng ta quan hệ mắt xích tiếp theo thì chúng ta có một cái hợp đồng chặt chẽ với họ. Còn từ cái doanh nghiệp tiếp theo họ còn lại qua nhiều khâu nữa, thì đấy là cái mối quan hệ riêng của họ. Thì tôi xin nêu một ví dụ cụ thể, đó là việc cấp phát chứng từ điện tử lệnh giao hàng. Vì thực tế các doanh nghiệp dịch vụ logistics khi nhận cái chứng từ đó họ cũng chưa phải là người nhận hàng cuối cùng, họ còn qua một vài công ty nọ, công ty tiếp theo cũng là họ cũng là những công ty giao nhận. Cho nên như tôi đã trình bày, chúng ta lưu ý cái điểm là thứ nhất là phải nêu rõ với họ là cái cách làm truyền thống là mang cái tờ giấy giới thiệu kèm với cái bản giấy đến để rồi đổi lấy cái lệnh này thì nó bỏ rồi, thì chúng ta thêm một câu nó cũng thừa nhưng mà lại rất là chặt chẽ, tức là cái việc này nó thay thế cho việc là dùng cái bản giấy là giấy giới thiệu kèm với cái đơn gốc, chúng ta ghi thêm một dòng. Cái thứ hai là chúng ta xác định rõ cái mối quan hệ là chúng ta chỉ có mối quan hệ với cái doanh nghiệp đầu tiên chúng ta nhận và doanh nghiệp tiếp sau là chúng ta giao, còn việc họ làm với các doanh nghiệp tiếp theo là việc của họ. Cho nên về câu hỏi này chúng ta lưu ý là phải có một cái thỏa thuận chặt chẽ giữa cái đơn vị mà nhận tiếp dịch vụ của chúng ta và cái đơn vị chúng ta tiếp nhận từ đằng trước nếu có. Đấy là câu hỏi thứ hai. Tiếp theo là việc này, tức là cái việc mà một cái mắt xích, tức là một doanh nghiệp bị trục trặc đó, việc này có ảnh hưởng gì đến việc liên kết giữa các đơn vị logistics hay không? Thì câu này thì tôi thấy là có thể tôi xin trích dẫn một phần bài phần trình bày của tiến sĩ Hoa vừa rồi hoặc là vừa nêu xong đây. Tức là cái anh nào mà gây ra mà không chịu nổi trong mắt xích đó thì tự cái anh đào thải, và chắc là làm đầu tiên và cũng lần cuối cùng. Chưa kể là nếu mà anh có vi phạm thì chúng ta lại có thể khởi kiện họ ra trọng tài hoặc là tòa án. Mà nếu mà cái doanh nghiệp này mà logistics này mà lại thuộc Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam thì tự động được ra xét xử tại Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam mà không cần phải làm một cái thủ tục nào khác nữa, vì doanh nghiệp này đã ghi trên chứng từ của mình, trên chứng từ giao dịch, trên mọi chứng từ và được pháp luật công nhận, không phải là cần ghi trong hợp đồng mà trong các chào giá, trong các hóa đơn là theo cái điều kiện kinh doanh chuẩn của họ, trong đó đã trích dẫn là mọi tranh chấp với khách hàng đều được giải quyết tại Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam. Thì như vậy là tôi quay trở lại câu hỏi, thì cái mắt xích hoặc cái đơn vị nào hoặc doanh nghiệp nào mà gây ra cái trục trặc đó thì phải chịu trách nhiệm về cái việc làm của mình. Nếu nó nhẹ thì chắc lần sau cũng không ai làm với doanh nghiệp đó nữa, mà nếu gây ra thiệt hại mà nặng đến mức phải khởi kiện thì như tôi đã vừa nêu thì Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam sẽ là cơ quan giải quyết nếu mà không thương lượng hoặc hòa giải được. Có một câu hỏi nữa tôi nhận được là câu hỏi như thế này. Bên tôi có thuê một doanh nghiệp logistics của Mỹ ký kết hợp đồng thì chúng tôi chỉ nhận được file scan hợp đồng qua email. Bản gốc thì chỉ có bên kia giữ. Chúng tôi có nhiều lần yêu cầu chuyển hợp đồng từ Mỹ về cho chúng tôi nhưng không nhận được phản hồi. Do COVID-19 nên phía logistics không thể vận chuyển hàng cho chúng tôi theo đúng thời hạn. Vậy trong trường hợp này tôi có thể kiện công ty này được không? Và khi tôi không có trong tay bản hợp đồng gốc
và vụ kiện này tôi có thể kiện được tại VIAC, tức là Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam không? Thì câu hỏi này, trong trường hợp này thì có thể kiện được không? Thì theo tôi là có thể kiện được, nhưng mà trước khi kiện thì ta có thể nên thương lượng trước. Tại vì đặc biệt tôi nói đến trường hợp cái dịch COVID-19 này, trong logistics nó làm gián đoạn rất nhiều. Tôi lấy ví dụ hiện nay là một số nước cũng không thể đến tiếp cận để mà đưa một cái bản giấy, mà nhiều khi ở nhiều nước họ vẫn yêu cầu là phải có một cái bản giấy đưa đến, và hãng phát chuyển nhanh họ cũng nêu rõ là không bảo đảm cái việc chuyển được. Cho nên trước tiên là nên thương lượng hòa giải, nếu mà không được thì có thể thì mới phải đưa ra kiện. Nhưng mà lưu ý, vì nó có yếu tố là do dịch vụ, do COVID-19, không do nên phía logistics không thể vận chuyển hàng, thì chúng ta lưu ý là xem cái lý do COVID-19 mà không thể vận chuyển hàng này nó có nằm trong cái điều kiện bất khả kháng không. Vì như chúng tôi đã gặp và đã đưa ra giải quyết tranh chấp ở Trung tâm Trọng tài của Việt Nam là không phải cái vụ nào cứ dính đến COVID này là bất khả kháng, là vì có hai doanh nghiệp liền nhau, nhưng mà có một doanh nghiệp trước thì được bất khả kháng, mà tiếp theo cái dịch vụ nối theo lại không bất khả kháng. Cho nên phải đề nghị doanh nghiệp lưu ý là cái trường hợp này có người ta có được miễn trách nhiệm hay không. Còn nếu mà họ không phải trường hợp bất khả kháng thì chúng ta có thể làm các bước như tôi vừa nêu, có thể thương lượng, hòa giải hoặc là khởi kiện. Mà nếu mà là doanh nghiệp thuộc Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam thì không cần phải thỏa thuận lại cái điều kiện về đưa ra Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam, vì đã điều kiện này đã được mặc nhiên công nhận trong giao dịch rồi. Thì tôi xin trả lời câu hỏi tiếp theo, câu hỏi nó như vậy. Một điểm nữa, tôi có nhận được một câu hỏi nữa là chúng đồng ý với việc đó là hiệp định EVFTA có hiệu lực là một sự kiện cũng như bước ngoặt lớn và mang lại nhiều cơ hội cũng như là cánh cửa mở đầy tiềm năng. Tuy nhiên có cơ hội nhưng cũng có thách thức, và đặc biệt là thách thức đối với những doanh nghiệp trong chính nước ta. Vậy tôi muốn hỏi là trước cơ hội và thách thức đó, nước ta phải làm như thế nào để có thể cân bằng hai điều đó, và có những hướng đi, lời khuyên, phương pháp khắc phục nào cho những doanh nghiệp trong nước? Câu hỏi này thì có một phần trùng với của câu hỏi của tiến sĩ Hoa, thì tôi xin tóm tắt là chúng ta có bước đi phù hợp ở đây là không phải lúc này chúng ta thấy bị giãn cách như vậy và chúng ta không làm gì, và đây mới là cái cơ hội chúng tôi làm thấy là đây là chúng ta chính lúc này đang giãn cách đang ít, thì chúng ta làm cái việc kia đi và kết nối như tiến sĩ Hoa đã nêu. Chúng ta không phải làm cái việc gì to tát cả, mà với các doanh nghiệp dịch vụ logistics thì như tôi trình bày trong bài là chúng ta hãy nhóm lại với một nhóm với nhau, ví dụ ít là 5 hoặc là 10, 15, 20 tùy chúng ta, và nêu rằng là tôi cần cái gì, các bạn cần cái gì, tôi có cái gì, làm được cái gì đã. Còn nếu chúng ta cứ ngồi suy nghĩ phải làm một cái lớn ngay thì không làm được, là vì theo chúng tôi thì muốn làm cái lớn thì chúng ta làm cái việc rất nhỏ đã, sau nó gom lại dần dần. Thì cái cơ hội thì tôi cũng không nói nữa, thì các bạn đã rõ rồi. Vì tôi xin nói cơ hội ở đây là vừa rồi có tiến sĩ Hoa có nói, mà có trong câu hỏi đó thì bảo là nếu bây giờ người ta thẳng đến khách hàng thì cái người đứng giữa ở đâu, thì tôi ngược lại tôi thấy là nếu mà chúng ta vào chuỗi thì các doanh nghiệp giao nhận lại nhiều việc hơn, tại vì các doanh nghiệp xuất nhập khẩu họ yên tâm họ chỉ làm xuất nhập khẩu, còn tất cả các việc khác giao nhận hàng thủ tục hay đầu thì đều giao cho các doanh nghiệp giao nhận làm. Và khi chúng ta vào chuỗi rồi thì công việc nó càng tự động, càng nhiều việc, chứ không phải là ở giữa lại nhiều việc hơn đối với doanh nghiệp dịch vụ logistics. Tôi xin hết câu trả lời. Xin cảm ơn các quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Tôi xin hết. Cảm ơn cái phần chia sẻ của luật sư Ngô Khắc Lễ. Thì tôi xin bổ sung thêm là liên quan đến câu hỏi của doanh nghiệp logistics của Mỹ, thì luật sư Ngô Khắc Lễ đã chia sẻ về quan điểm của mình. Tuy nhiên dưới góc độ của Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam thì chúng tôi xin giải thích thêm một điều rằng là đôi khi trong cái giao thương mại quốc tế thì giữa các bên thì không có tồn tại một cái hợp đồng gốc. Tuy nhiên thì hai bên thì có những cái giao dịch trao đổi qua lại với nhau, ví dụ như thông qua email điện tử hay thông qua những cái đơn hàng và chấp nhận đơn hàng hoặc một số cái chứng từ thương mại khác. Thì thông qua cái việc giao dịch những cái chứng từ thương mại như vậy á, thì nếu giữa hai bên mà tồn tại một cái thỏa thuận, giữa hai bên cho rằng là cái vụ tranh chấp mà nếu phát sinh á, giữa hai doanh nghiệp Việt Nam và Mỹ có thể được giải quyết bởi Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam, hay là được giải quyết bởi theo phương thức hòa giải bởi Trung tâm Hòa giải Việt Nam VMC, thì chúng tôi là VIAC và VMC hoàn toàn có thẩm quyền thụ lý để giải quyết các tranh chấp này.
tiếp theo thì trước khi chuyển sang cái phần liên quan đến rất nhiều cái câu hỏi liên quan đến vấn đề trình bày của luật sư Đinh Quang Thuận thì có một cái câu hỏi liên quan đến vấn đề về EVFTA dành cho anh Phú Lữ, thì xin mời anh trả lời cái câu hỏi này. Liên quan tới cái câu hỏi đặt vấn đề về cái cơ hội và thách thức thì tôi rất đồng tình với trả lời của diễn giả Lễ đã trình bày. Tôi chỉ nói thêm thôi, thật ra thì cơ hội thì và thách thức thì luôn song hành với nhau. Cho nên là chúng ta phải muốn tận dụng cơ hội thì chúng ta phải khắc phục các cái thách thức. Trong đó thì góc độ nhà nước thì có lẽ là với cái xu thế mà chuyển đổi số nhanh như vậy thì các cái cơ sở quy định pháp luật thì cũng phải được đi kèm để giúp cho doanh nghiệp hạn chế được cái rủi ro của mình. Và như vậy thì góc độ doanh nghiệp thì cũng phải nghiên cứu thật kỹ khi trong quá trình chuyển đổi số, đặc biệt là khi tham gia vào các cái giao dịch số thì chúng ta cũng phải tham khảo để có cái chặt chẽ trong cái giao dịch, và cũng là cái cơ sở để sau này để giải quyết những cái rủi ro phát sinh từ cái quá trình chuyển đổi số hay như các giao dịch thương mại điện tử. Thì có lẽ như vậy thì giúp doanh nghiệp được hạn chế được những cái rủi ro và tận dụng được cái cơ hội trong quá trình chuyển đổi số. Của anh Phú Lữ thì cũng xin chương trình của chúng ta thì được thông tin này kết thúc vào lúc 11 giờ. Thì tuy nhiên thì do cái khác rất là nhiều cái câu hỏi của các đặt cho các diễn giả ngày hôm nay, thì cho nên là chúng tôi xin kéo dài thêm một tí thời gian để cho hoàn thành cái phần trả lời từ các câu hỏi của các khán giả đặt ra đối với luật sư Đinh Quang Thuận, thì những cái vấn đề liên quan đến vấn đề pháp lý. Thì xin mời anh Thuận ạ. Vâng, xin cảm ơn anh Bắc. Chúng tôi xin vào ngay cái phần trả lời câu hỏi. Chúng tôi thấy có một câu hỏi, chúng tôi xin đọc. Hiện tại theo quy định của luật pháp Việt Nam, các hợp đồng được ký kết thông qua các nền tảng chuyên dụng cung cấp dịch vụ ký hợp đồng điện tử bằng chữ ký số của doanh nghiệp nước ngoài, ví dụ như là HelloSign, DocuSign, có được coi là có hiệu lực và công nhận tại Việt Nam hay là không? Thì kính thưa, chúng tôi xin cảm ơn và xin trả lời ngắn gọn như sau. Thì tại chương 5, từ điều 43 đến điều 51 của cái nghị định 130/2018 thì có quy định rằng là các cái chứng thư số của các cái nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài thì sẽ được sử dụng tại Việt Nam sau khi được Bộ Thông tin Truyền thông cấp phép. Cho nên có nghĩa rằng là nó phải có cái sự xin phép, và khi mà được cấp phép thì là được sử dụng và nó sẽ có giá trị tại Việt Nam. Ở Việt Nam mà cũng muốn sử dụng chữ ký số ra nước ngoài thì chắc là cũng sẽ có cái sự công nhận và cho phép ở nước ngoài, thì tôi nghĩ là chúng tôi xin trả lời vắn tắt như thế. Còn một số câu hỏi khác, xin nhờ luật sư chia sẻ thêm về online mediation platform này đã đi vào hoạt động chưa, và doanh nghiệp tiếp cận để sử dụng dịch vụ này như thế nào, có thể tìm hiểu về platform này tại địa chỉ nào. Xin thưa rằng là platform này dự định chưa hoạt động, nhưng mà dự định là sẽ có hoạt động ở trong năm nay, cho nên là quý vị quan tâm thì tiếp tục theo dõi ở VIAC các thông tin ở VIAC hoặc là VMC, thì ở trên website của VIAC, của VMC đều có thông tin, cho nên là quý vị chú ý theo dõi tiếp. Câu hỏi tiếp theo, công ty chúng tôi là công ty mua bán đồ thủ công, khi có đơn hàng chúng tôi sẽ gửi bản báo giá hàng xác nhận. Việc ký kết sẽ thực hiện bằng hình thức bên A in hợp đồng báo giá có đóng dấu scan gửi cho bên B. Bên B in báo giá từ file scan, ký tên đóng dấu gửi lại. Vậy báo giá scan sẽ có một con dấu trắng đen và một con dấu đỏ của chúng tôi, có được xem là đã vào kết hợp pháp hay là không? Thì chúng tôi xin trả lời ngay, đây là
ít ra nó cũng là một cái bằng chứng là hai bên có giao kết cái hợp đồng này, và nó cũng được coi là văn bản đấy. Nhưng mà cái việc mà chúng ta ký như vậy thì rõ 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 ràng là ký sống chứ không phải là ký điện tử. Và pháp luật thì cũng chỉ quy định về cái việc mà ký điện tử hiện nay á, thì chỉ có quy định cụ thể về chữ ký số thôi. Còn các cái hình thức chữ ký điện tử khác thì chưa có quy định cụ thể. Cho nên là bạn sẽ phải cân nhắc là mình sẽ chứng minh cái giá trị của cái chữ ký điện tử này như thế, cái cách ký này như thế nào. Tại vì theo quy định của luật á, thì cái nguyên tắc của nó là miễn làm sao mình chứng minh được là dữ liệu tạo ra chữ ký điện tử chỉ gắn với duy nhất một người trong bối cảnh dữ liệu đó được sử dụng. Dữ liệu tạo ra chữ ký điện tử chỉ thuộc kiểm soát của người ký tại thời điểm ký. Mọi thay đổi đối với chữ ký điện tử sau thời điểm ký đều có thể bị phát hiện. Mọi thay đổi đối với nội dung của thông điệp dữ liệu sau thời điểm ký đều có thể bị phát hiện. Mình sẽ cố gắng, mình phải chứng minh các cái yếu tố đó thì mới đương nhiên mới được xem là có giá trị. Chứ còn nó sẽ không đương nhiên có giá trị đâu bạn nhé. Ngoài chữ ký số ra theo cái nghị định là 130/2018 ra thì hiện nay pháp luật không quy định cụ thể về bất kỳ một cái loại nào, kể cả cái loại mà bạn vừa mới nói. Cho nên là chúng nó có giá trị hay không nó sẽ tùy thuộc vào việc chúng ta có khả năng chứng minh cái văn bản của chúng ta vừa ký có đáp ứng được các cái quy định của pháp luật hay là không. Rồi chúng tôi xin đọc câu hỏi tiếp theo. Theo chuyên gia, trong quá trình giao kết hợp đồng có nên sử dụng toàn bộ công cụ điện tử hay không, hay chỉ một phần? Nếu một phần thì giấy tờ nào phải giao dịch trực tiếp và phần nào nên giao dịch qua điện tử? Chúng tôi không rõ câu hỏi này lắm, thật sự là chúng tôi không hiểu rõ câu hỏi này lắm. Hợp đồng thì chúng tôi nghĩ là nó có một cái văn bản hợp đồng thì chúng ta phải giao kết nó bằng công cụ điện tử. Nếu mà chúng ta muốn giao kết nó bằng công cụ điện tử thì giao kết toàn bộ, kể cả những cái hợp đồng mà có phụ lục hay là có annex hay là có những cái phần điều khoản chung hay là cái gì hết, thì là chúng ta nên ký thống nhất nó bằng phương pháp điện tử nếu chúng ta muốn ký nó bằng phương pháp điện tử để cho nó thống nhất. Chúng tôi xin đọc câu hỏi tiếp theo. Tôi có mua bảo hiểm của công ty bảo hiểm thì nhân viên bảo hiểm có nói tôi ký chữ ký và lấy file scan chữ ký để đưa vào tất cả các giấy tờ của hợp đồng bảo hiểm. Vậy tôi muốn hỏi chuyên gia yêu cầu này của phía công ty bảo hiểm có đúng không? Thật ra thì câu hỏi cũng chưa rõ lắm, nhưng mà tôi nghĩ như thế này. Chắc là bạn muốn hỏi rằng là việc ở phía bên nhân viên bảo hiểm tự lấy chữ ký của bạn để mà đưa vào các cái loại giấy tờ thì nó có được xem là đúng cái nó có thể hiện cái sự tự nguyện của bạn trong cái việc giao kết hợp đồng này hay là không á, thì tôi thấy cái này nó cũng không có đúng đâu. Tại vì chữ ký là chữ ký của bạn, dù bạn ký sống hay là bạn muốn gắn nó vào những cái tài liệu nào thì tôi nghĩ là chính bạn sẽ là người làm cái việc đấy và bạn sẽ gửi cho bên kia, chứ còn không nên là có một ai đó đứng ra làm thay cho bạn những cái chuyện như thế, thì tôi nghĩ rằng là nó không thể hiện đúng cái sự mong muốn hay là tự nguyện của bạn khi mà tham gia vào cái giao dịch đấy. Chúng tôi nghĩ là nó không phù hợp ở cái chỗ đó. Xin hỏi chữ ký điện tử sống, scan và chữ ký số giống và khác nhau có giá trị pháp lý không trên hợp đồng giao dịch điện tử? Hợp đồng điện tử có giá trị pháp lý với hợp đồng bản cứng không? Tôi muốn hỏi việc ký hợp đồng và scan tài liệu gửi có đảm bảo về mặt pháp lý hay không? Chúng tôi xin lần lượt trả lời như sau. Quý vị có đặt ra hai cái loại chữ ký, đó là chữ ký số và chữ ký sống, sau đó thì được scan. Thì chữ ký số đã được Nghị định 130/2018 quy định rồi.
cho nên là giá trị pháp lý của nó là không không bàn cãi nữa. Riêng cái chữ ký scan á, thì về nguyên tắc nó không được pháp luật quy định cụ thể, cho nên là giá trị pháp lý của nó sẽ tùy thuộc vào khả năng của bên muốn chứng minh là nó đáp ứng các cái điều kiện mà tôi vừa mới trả lời cái câu hỏi của quý vị vừa mới hỏi trước á. Thì nếu mà chứng minh được rằng là các cái điều kiện đó đã được đảm bảo thì cái chữ ký điện tử đó nó được xem là chữ ký điện tử và nó sẽ có giá trị ở cái mức độ đó. Hợp đồng điện tử có giá trị pháp lý đối với bản cứng hay không? Thì hợp đồng điện tử theo chúng tôi á, khi mà chúng ta in ra bản cứng á, thì chúng ta đồng thời là chúng ta phải lưu giữ lại cái bản điện tử của nó, tức là cái tệp của nó, chúng ta phải lưu giữ lại ở trên máy của chúng ta. Kinh nghiệm của chúng tôi rằng là nếu mà đối với cái hợp nếu đối với cái hợp đồng mà được ký sống thì cái bản cứng của nó rất có giá trị, là tại vì nếu mà có ai muốn là từ bỏ, muốn phủ nhận cái hợp đồng đó, chúng ta có thể đưa cái chữ ký sống nó đi giám định. Tuy nhiên đối với lại hợp đồng điện tử, cái bản sống của nó không có cái giá trị đấy. Mà đối với hợp đồng điện tử thì chúng ta lại phải trình bày nó theo một cái điều kiện mà pháp luật quy định, tức là nó phải được lưu giữ và nó có thể trích xuất ra được, nó có thể trích xuất khi mà chúng ta cần xem nó. Thì chúng tôi qua những cái vụ kiện ở tòa án thì chúng tôi đã từng trình bày với tòa án cái bằng chứng về một cái email hoặc là một cái hợp đồng điện tử bằng cách là chúng tôi phải mở cái máy tính mà nhận cái thư điện tử đó, hoặc là gửi cái thư điện tử đó, chúng tôi phải mở nó lên và cho tòa án xem cái email, cái thư điện tử, cái hợp đồng đính kèm theo đó ngay mà ở cái thư mà chúng tôi gửi đi hoặc là ở cái thư mà chúng tôi nhận nó. Thì chúng tôi phải trình bày như thế, kể cả là những khách hàng ở nước ngoài cũng đã phải từng cầm cái máy tính của họ từ nước ngoài vào Việt Nam để trình bày cho tòa án Việt Nam xem ngay trên máy của họ. Cho nên là cái giá trị của hợp đồng điện tử mà bản cứng thì theo chúng tôi thì chỉ có cái giá trị rằng là nó cho chúng ta truy cập một, chúng ta xem cái nội dung của nó một cách linh động mà không cần phải coi từ máy thôi. Còn nếu mua chứng minh cái gì đấy là phải chứng minh từ máy mà chứng minh. Chúng tôi hỏi việc ký hợp đồng scan và tài liệu có đảm bảo về mặt pháp lý hay không, thì chúng tôi cũng xin nhắc lại rằng là hiện nay chỉ có chữ ký số theo Nghị định 130/2018 thì được coi như là đảm bảo về mặt pháp lý. Còn các cái hình thức cái hợp đồng mà ký chữ ký xong rồi scan tài liệu đó thì chúng tôi phải nói rằng là nó chưa bảo đảm về mặt pháp lý, nó không bảo đảm về mặt pháp lý, mà cái giá trị pháp lý của nó tùy thuộc vào cái khả năng của quý vị chứng minh cái độ xác thực của nó theo những cái quy định của pháp luật. Chúng tôi xin hết ở đây, tạm ngừng ở đây. Cảm ơn tất cả đã lắng nghe. Cảm ơn luật sư Đinh Quang Thuận. Thì những góc nhìn kinh nghiệm pháp lý thì luật sư trả lời rất là chắc chắn, rất là rõ ràng, có những cái dẫn chứng cụ thể bằng cái kinh nghiệm tranh tụng của mình tại trọng tài và tòa án. Thì như vậy thì chúng ta đã nhận được rất nhiều cái câu hỏi, và đến thời điểm này thì ban tổ chức cũng vẫn tiếp tục nhận cái câu hỏi từ các khán giả gửi đến. Tuy nhiên thì thời gian thì chúng ta là có hạn, cho nên là những vấn đề đã trao đổi trong cái buổi hội thảo ngày hôm nay thì hy vọng mình sẽ giúp cho quý vị đại biểu thì hiểu rõ hơn về nội dung và những cái lưu ý cần thiết trong tiến trình số hóa cũng như là áp dụng hiệp định, cái cơ hội từ hiệp định EVFTA. Thì thay mặt cho ban tổ chức thì thủ ủy quyền của anh Phú Lữ ITBC thì chúng tôi xin cảm ơn các diễn giả đã có cái buổi trao đổi rất là thẳng thắn và cởi mở về những cái vấn đề trên. Cảm ơn quý vị đại biểu đã có nhiều đóng góp để buổi hội thảo trực tuyến ngày hôm nay thì diễn ra thành công tốt đẹp. Rất cảm ơn quý vị đã theo dõi buổi hội thảo ngày hôm nay. Xin cảm ơn.
Xin cảm ơn ạ và xin chào các bạn. Xin chào ạ. Chào các bạn.